Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 79. Với việc lá bài tẩy của Quần Lang bị lấy đi, Liễu Tông Nham lại không muốn trở thành kẻ địch với tôi, và Kamiyama Yui không còn lá bài tẩy nào để chơi ở Hương Sơn. Sau khi Tề Đằng Nhàn sắp xếp nhiệm vụ cho hai người đẹp Hồng Lang và Tuyết Lang, hắn mới cảm thấy thoải mái. Giá ngọc ở các cửa hàng trang sức lại giảm xuống. Nếu Kamiyama Yui muốn giữ lại tập đoàn Hà Thị, cô ta sẽ cần phải tiêu tốn nhiều tài chính hơn. Đối với cô ta mà nói, chuyện này cũng không có lời. Có lẽ sẽ căng thẳng vài ngày, nhưng nếu cô ta thấy hướng gió không đúng thì sẽ trốn ngay. Hơn nữa, thị trưởng Hoàng nhất định sẽ không ngồi yên để tập đoàn Hà Thị cứ như vậy yên bình vượt qua cửa ải khó khăn. Việc Trần Ngư tiếp quản tập đoàn Hà Thị chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Tề Đằng Nhàn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nó trở nên rất rõ ràng, sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, hắn nghĩ thầm, a, mình đúng là luôn nghĩ cho Trần Ngư. Thậm chí còn giúp cô ấy tát một cái thật mạnh vào mặt Bùi Bất Khí, không phải cô ấy nên chụp thêm mấy tấm ảnh chân dung gửi cho mình để cảm ơn hay sao? Tham Lang nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tề Đằng Nhàn, không khỏi yên lặng rơi nước mắt, hắn thật sự định hy sinh một mình để giúp hàng triệu gia đình hạnh phúc hay sao? Nếu Tề Đằng Nhàn biết được suy nghĩ trong nội tâm của anh ta, nhất định sẽ chế giễu anh ta, trước đây anh đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại đáng phải hy sinh. Tuy nhiên, khiến cho Tham Lang phải chảy máu nhiều như vậy, Tề Đằng Nhàn cũng không bạc đãi anh ta, trực tiếp gọi điện cho chàng trai trẻ A Bân đến tâm sự với anh ta. Tề Đằng Nhàn đầu tiên nghiêm túc nói cho anh ta biết tình hình của nhà họ Hà, điều này khiến anh ta phấn khích, xem ra lần này nhà họ Hà đã hoàn toàn xong đời. Không ngờ Tề Đằng Nhàn lại là một người bạn tốt như vậy, không trực tiếp báo tin tức cho cha anh ta là Hoàng Văn Lãng mà nói thẳng cho anh ta biết, để anh ta có thể khoe khoang trước mặt cha mình. Đỡ cho ông ta ngày nào cũng nói anh ta chỉ biết chơi bời lêu lổng. Thế nào, tôi biết nhà họ Hạ có thù oán với nhà họ Hoàng của anh, nên tôi đã ra tay với bọn họ đầu tiên, làm anh em như vậy đã đủ chưa? Tề Đằng Nhàn hỏi. Đúng là anh em tốt, Hoàng Kỳ Bân vỗ mạnh vào vai Tề Đằng Nhàn, cười nói. Tề Đằng Nhàn nói, đó là đương nhiên, nhớ đến lần trước bọn họ tặng quan tài trong bữa tiệc sinh nhật của em gái anh, tôi đã không thích rồi. Vừa vặn lần này lấy bọn họ ra khai đao. Hoàng Kỳ Bân liên tục gật đầu rồi nói, tôi sẽ mang tin tức tốt này về nhà nói với bố tôi. Tề Đằng Nhàn nói, này, đợi đã, tôi dẫn theo một người bạn đến đây, anh hãy giúp tôi chiêu đãi anh ấy. Hoàng Kỳ Bân nghe vậy lập tức hiểu ra, cái đồ khốn nạn này vẫn không thay đổi được truyền thống tốt đẹp thích ăn trực này, gọi anh ta đến báo tin chỉ là phụ, quan trọng là người này phải không? Lại muốn anh ta trả tiền túi mời khách, mượn hoa hiến Phật. Đây là Lai Phúc, bạn của tôi, hôm nay anh ấy bị chút oan ức, mấy năm nay không ăn thịt, anh mời thêm hai cô gái hàng đầu tới tiếp anh ấy nhé. Tề Đằng Nhàn cười nói. Anh Lai Phúc này sao có vẻ có chút thê thảm. Hoàng Kỳ Bân không khỏi sửng sốt, nhìn thấy Tham Lang giống như người nhát gan sợ phiền phức, có chút khó có thể mở miệng hỏi thăm. Sở dĩ anh ta khó có thể mở miệng là bởi vì anh ta cảm thấy hỏi không hay lắm, nhưng anh ta không khỏi có chút tò mò. Tham Lang nghe thấy những lời này không khỏi trừng mắt, nhưng mặt mũi bầm tím và xương tấy của anh ta lộ vẻ uy hiếp lại mang đến cho người ta một cảm giác rất buồn cười, giống như một diễn viên hài vậy. Tề Đằng Nhàn cười nói, Lai Phúc không nghe lời, cho nên tôi hóa thân thành Thường Uy đánh anh ta một trận. Hôm nay anh ta phải chịu ủy khuất, làm phiền người anh em giúp tôi chiêu đãi một chút. Hoàng Kỳ Bân trực tiếp trợn mắt khinh thường, còn nói là anh em, nếu một ngày nào đó hắn không thể ăn trực ông đây mà vẫn coi ông đây như anh em thì đó mới là anh em thực sự. Tề Đằng Nhàn là một tổng giám mục chính trực, làm sao có thể đi cùng Tham Lang và Hoàng Kỳ Bân đến câu lạc bộ nước được. Sau khi ăn tối xong, hắn trực tiếp đến sân bay Hương Sơn, chuẩn bị đón đoàn người Robben sắp hạ cánh. Không lâu sau, đoàn người Robben đã đến Hương Sơn, ba người đều mặc Âu phục màu đen. Tổng cộng có hai nam một nữ, người phụ nữ này có mái tóc vàng và mắt xanh, dung mạo rất dễ nhận biết, mặc dù cô ta cũng mặc Âu phục nhưng vẫn khiến cho ánh mắt của người khác sáng ngời. Tổng giám mục Tề, sau khi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, Robben không khỏi khẽ gật đầu. Đội trưởng Erwin, cuối cùng thì anh cũng đến. Tề Đằng Nhàn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Hai vị thần thánh kỵ sĩ khác khi nghe thấy xưng hô này, bọn họ đều lộ vẻ mặt bối rối. Đội trưởng Robben Olivier đã đổi tên thành Erwin từ khi nào?
Khóe miệng Robben giật giật, lạnh lùng nói, Tổng giám mục Avada, anh vất vả rồi. Tôi nghe nói anh đã bắt được một tên dị đoàn thuộc tà giáo Dracula. Tề Đằng Nhàn gật đầu rồi nói, vốn dĩ chúng tôi bắt được 3 người, nhưng trong số họ có 2 người không nghe lời, muốn phản kháng và có ý định chạy trốn, nên đã bị tôi trực tiếp đánh chết. Hai vị thần thánh kỵ sĩ nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ về sức mạnh của dị đoàn thuộc tà giáo Dracula, không ngờ một mình Tề Đằng Nhàn thực sự bắt được 3 người, còn trực tiếp đánh chết 2 người. Nói đùa cái gì vậy? Đây là Lazen và Yelena. Hai người đều vừa mới gia nhập thần thánh kỵ sĩ. Lần này tôi đưa bọn họ đến đây để tích lũy kinh nghiệm. Robben nghe vậy gật đầu, giới thiệu với Tề Đằng Nhàn về lai lịch của hai thần thánh kỵ sĩ khác. Tề Đằng Nhàn bắt tay với Lazen, sau đó nhìn Yelena rồi hỏi, Yelena. Cô đến từ Tuyết Quốc à? Yelena không khỏi kinh ngạc, khẩn trương nói, Ngài Tổng Giám Mục, tôi quả thực đến từ Tuyết Quốc. Lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Đối với vị Tổng Giám Mục người Trung Quốc duy nhất này trong lịch sử của Thánh giáo này, hai người mới gia nhập thần thánh kỵ sĩ vẫn cảm thấy có chút đáng kính sợ. Hơn nữa, họ còn nghe nói trên người vị Tổng Giám Mục có mang theo linh hồn của thẩm phán Samson và là người có thể trực tiếp nghe được phúc âm của Thánh chủ. Robben nói, vậy xin mời Tổng Giám Mục Avada trực tiếp dẫn chúng tôi đi gặp tên dị đoan kia. Tề Đằng Nhàn không khỏi sửng sốt nói, anh vội vàng như vậy sao? Tôi đang nghĩ mấy người đi đường rất mệt mỏi, trước tiên ăn chút gì đó, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đã. Robben bình tĩnh nói, đối phó với dị đoan là nhiệm vụ quan trọng nhất của thần thánh kỵ sĩ chúng ta, có thể cống hiến sức lực cho thánh chủ, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tề Đằng Nhàn nói, được, đi theo tôi. Sau khi đưa 3 người lên xe, Tề Đằng Nhàn đi thẳng đến nơi giam giữ tên dị đoan. Ồ, 3 tên dị đoan này thực sự rất mạnh. Chúng mạnh hơn những tên dị đoan mà tôi gặp lần trước. Nếu không tôi đã không sử dụng nước thánh mà giáo hoàng ban cho tôi. Tề Đằng Nhàn nói. Ngài Tổng Giám Mục thật là lợi hại. Rõ ràng ngài không phải là nhân viên thánh chức trong hệ thống chiến đấu, nhưng lại có thể dựa vào thực lực bản thân đối phó với 3 tên dị đoan. Yelena không khỏi tán thưởng. Tề Đằng Nhàn không khỏi cảm thấy khó chịu. Mấy người đừng ngắt lời hắn có được không? Hắn đang kể khổ với đội trưởng Erwin, xem có thể lấy được chút nước thánh hay không. Vẻ mặt của Robben không hề thay đổi, anh ta nói, tôi thấy không đến mức đó đi. Lần trước Tổng Giám Mục Avada đối phó với mấy kẻ dị đoan, một chuyện dễ dàng như vậy, sao anh phải dùng đến nước thánh do bệ hạ ban? Tề Đằng Nhàn nghiêm túc nói, dị đoan lần này có vẻ mạnh hơn, bởi vì tôi sử dụng toàn bộ sức lực nên không cẩn thận giết bọn họ. Nếu giáo hoàng bệ hạ không dạy tôi thần thánh chân chính. Nói đến đây, hắn ngừng nói và không nói thêm gì nữa. Robben, Lazen và Yelena không khỏi kinh ngạc, giáo hoàng bệ hạ đã dạy hắn cái gì? Cái gì thần thánh, sao không nói hết câu đi? Đối với những người có sự tò mò mãnh liệt mà nói, loại người nói được nửa câu thì dường như Tề Đằng Nhàn mới là người cần bị đánh nhiều nhất. Tề Đằng Nhàn thừa nước đục thả câu đương nhiên có lý do của mình, dù sao giáo hoàng dựa vào một quyển sách ma thuật đã lấy trộm mấy chục triệu của hắn, nếu không tìm cách kiếm lại tiền, hắn sẽ cảm thấy thua lỗ. Robben, một tín đồ trung thành của thánh giáo, và 2 tân binh trẻ tuổi vừa gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn, chẳng phải là những ứng cử viên sáng giá nhất hay sao? Ngài Tổng Giám Mục, ngài vừa nói giáo hoàng bệ hạ đã dạy ngài cái gì? Yelena cung kính hỏi. Không có gì đâu, ha ha, tôi có nói gì sao? Không có đi, Tề Đằng Nhàn lái xe, thản nhiên nói. 3 người bọn họ càng ngày càng cảm thấy rằng vị Tổng Giám Mục trong lòng đang có quỷ, chắc chắn có một số giao dịch mờ ám với giáo hoàng bệ hạ. Phi, sao bọn họ lại có thể nghĩ như vậy về lão bệ hạ? Phải nói rằng là có bí mật nào đó không thể nói ra được. Cho dù là Robben, kỵ sĩ thành tín nhất, cũng có một ngọn lửa tò mò đang bùng cháy trong lòng. Tuy nhiên, nếu Tề Đằng Nhàn không muốn nói, anh ta cũng không thể không biết xấu hổ hỏi, dù sao thì người ta cũng là Tổng Giám Mục, nói đúng ra thì địa vị của hắn trong thánh giáo còn cao hơn anh ta một cấp. Tề Đằng Nhàn nói, đội trưởng Erwin, lần này anh phải để ý đến chuyện này cho tôi. Dù sao, Thánh đường Nam Dương đã tiêu tốn rất nhiều tiền, nếu có ai đó muốn phá hủy nó, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc truyền bá phúc âm của Thánh chủ ở phía Nam. Robben lạnh lùng nói, sở dĩ tôi tới đây là vì chuyện này. Tề Đằng Nhàn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, một lúc nữa tên dị đoan kia đổ lỗi lên đầu Bùi Bất Khí, hắn muốn xem thằng nhãi này sẽ chết như thế nào. Dám đốt lửa sân nhà sau của hắn.
không cho hắn ta một bài học làm sao được. Nếu lần này thương hội Hoa Minh không mất nhiều máu, cậu chủ này có lẽ sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Tề Đăng Nhàn nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, thương hội Hoa Minh bị thần thánh kỵ sĩ đoàn của thánh giáo nhằm vào, thì chỉ âm thầm chịu đựng thiệt thòi. Chúng ta đến nơi rồi, Tề Đăng Nhàn nói, hắn dừng xe, bọn họ đã đến nơi giam giữ tên dị đoan. Rob Ben xuống xe, nhìn quanh rồi nói, tại sao lại có nhiều binh lính Trung Quốc như vậy? Tề Đăng Nhàn thản nhiên nói, ban đầu bọn hắn muốn ám sát giáo hoàng nên tôi đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc, nhờ bọn họ hợp tác bắt giữ. Khi Rob Ben nhìn thấy tên dị đoan bị giam giữ, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, quả nhiên là dị đoan của tà giáo Dracul, linh hồn của hắn đã rơi vào địa ngục hắc ám, vĩnh viễn không thể cứu. Trong ánh mắt của Lazen và Elena không khỏi lộ ra địch ý mãnh liệt, rất hiển nhiên, bọn họ cực kỳ sùng kính thánh giáo, tồn tại giống như dị đoan chính là thiên địch của bọn họ. Tên dị đoan không khỏi hoảng sợ, hắn ta không ngờ rằng người đến đây chính là Rob Ben Olivier, thủ lĩnh thần thánh kỵ sĩ đoàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu hỏi những tên dị đoan sợ ai nhất thì chắc chắn đó chính là Rob Ben Olaf, đội trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Tuy nhiên, có lẽ trong vài năm nữa, người mà những tên dị đoan này sợ hãi nhất sẽ không còn là Rob Ben hay giáo hoàng nữa mà là tổng giám mục Tề Đăng Nhàn. Dù sao thì cũng hiếm thấy một vị tổng giám mục bạo lực như vậy, động một cái lại dùng quyền trượng đập nát đầu người khác, quả thực quá điên cuồng. Dù sao tên dị đoan này sau khi nhìn thấy Rob Ben, gã ta cảm thấy đối phương có chút hiền lành, ít nhất chỉ cần gã ta nói chuyện một cách hợp tác thì không cần lo lắng đến tính mạng. Nhưng Tề Đăng Nhàn thì khác, hắn mang đến cho người ta cảm giác giận hờn bất chợt, thậm chí điên điên khùng khùng, nếu sai một câu, Avada Kedavra sẽ đánh về phía đầu. Rob Ben ngồi trước mặt tên dị đoan này, sắc mặt lạnh lùng, nói cho tôi biết, mấy người dự định ám sát giáo hoàng bệ hạ như thế nào. Tên dị đoan này lập tức kể cho Rob Ben nghe mọi chuyện bọn hắn đã toan tính, không dám giấu giếm điều gì. Dù sao gã ta đã bị Tề Đăng Nhàn dọa sợ, vì giữ mạng, cho dù có bảo gã ta rời khỏi tà giáo Dracula cũng không thành vấn đề. Hả, cho nên, thương hội Hoa Minh cũng đã giúp đỡ các người. Rob Ben ngồi bắt chéo chân, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, thương hội Hoa Minh sợ rằng thánh đường Avada sẽ được thành lập ở Nam Dương. Tổng giám mục Tề nhờ vậy sẽ có được sức ảnh hưởng rất lớn. Phẩy. Hơn nữa tổng giám mục Tề và nhà họ Trần ở Nam Dương là bạn bè rất tốt, nếu sức ảnh hưởng của hắn quá lớn, như vậy nhà họ Trần sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ thương hội Hoa Minh không muốn nhìn thấy điều này, cho nên mới lựa chọn hợp tác với tà giáo Dracula chúng ta. Tên dị đoan nơm nớp lo sợ nói, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Tề Đăng Nhàn, hiển nhiên là gã ta thật sự sợ hãi. Trên khuôn mặt của Tề Đăng Nhàn vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nghe thấy lời nói của tên dị đoan, trong lòng cảm thấy hài lòng, sự hướng dẫn của hắn cũng không phải là vô ích. Lời nói của tên dị đoan này có trật tự, sự hợp tác giữa thương hội Hoa Minh và tà giáo Dracula cũng cho thấy đầy đủ động cơ, dù sao có thánh đường Nam Dương làm lý do, mọi chuyện đều có vẻ hợp lý. Rob Ben không khỏi liếc nhìn Tề Đăng Nhàn, nói, tổng giám mục Avada, xem ra danh lợi thế gian đã ảnh hưởng đến việc truyền bá phúc âm của thánh chủ. Tề Đăng Nhàn nhún vai và nói, tôi có thể làm gì chứ? Nhà họ Trần ở Nam Dương đã giúp tôi xây dựng thánh đường Nam Dương. Tôi cũng không thể là một con sói được, thánh chủ cũng không thích những người bội bạc. Rob Ben khẽ gật đầu nói, vậy, người của thương hội Hoa Minh liên lạc với các người là ai? Tôi nghĩ địa vị của người đó trong thương hội Hoa Minh nhất định sẽ không thấp, nếu không người đó sẽ không khiến các người coi trọng, thậm chí là hợp tác. Người này tên là Bùi Bất Khí, anh ta là cậu chủ của thương hội Hoa Minh, có địa vị rất quan trọng ở thương hội Hoa Minh, giáo phái Dracula chúng ta sẽ không coi thường anh ta. Tên dị đoan vội vàng nói. Rob Ben suy nghĩ một chút rồi nói, có vẻ như việc thành lập thánh đường Nam Dương quả thực sẽ động chạm đến lợi ích của một số người. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn phúc âm của thánh chủ được truyền bá khắp Nam Bán Cầu thì nhất định phải thành lập thánh đường này. Tề Đăng Nhàn là tổng giám mục của khu vực phía Nam của thánh giáo, khu vực phía Nam này không chỉ bao trùm toàn bộ Nam Bán Cầu mà thôi. Suy cho cùng, Nam Bán Cầu có diện tích đất liền nhỏ, quốc gia không nhiều, vì vậy, với tư cách là tổng giám mục, phạm vi của hắn bao trùm gần như một nửa châu Á và toàn bộ Nam Bán Cầu. Sau khi tra hỏi tên dị đoan xong, Rob Ben nói, khi nào quay lại chúng ta sẽ đưa hắn ra tòa án để xét xử.
thân thể tên dị đoan không khỏi run rẩy, ra tòa án chẳng phải là mất mạng hay sao? Tề Đằng Nhàn nhìn gã ta bằng ánh mắt trấn an, tên dị đoan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải ra tòa án, đợi lát tôi sẽ đưa anh lên đường. Tề Đằng Nhàn nghĩ thầm trong lòng, thủ đoạn tá ma giết lừa này, hắn đã rất thành thạo rồi. Khi đối phó với những tên dị đoan này, hắn đương nhiên sẽ không có cái gọi là nương tay, trực tiếp xử lý là được, dù sao nếu tên này đứng trước tòa nói rằng vị tổng giám mục là hắn đã ép buộc gã ta phải làm như vậy, vậy thì những ngày tiếp theo của hắn sẽ không dễ chịu lắm. Mặc dù giáo hoàng tỏ ra có chút khoan dung với anh ta, nhưng không thể để hắn công khai làm những việc vi phạm giáo luật. Sau khi bước ra khỏi căn phòng giam giữ tên dị đoan, một cuốn sách rơi khỏi lồng ngực Tề Đằng Nhàn. La Zen và Helena ngay lập tức nhìn thấy tựa đề trên trang bìa, bí pháp thần thánh. Đội trưởng, Helena kéo tay áo Robben, thấp giọng nói. Robben liếc mắt nhìn, không khỏi sửng sốt, bí pháp thần thánh. Đây là cái gì? Thân là đội trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn của thánh giáo, anh ta chưa từng nhìn thấy nó. Tề Đằng Nhàn quay người lại, vội vàng nhặt cuốn sách dưới đất lên, cười nói, a, đây là một số pháp điển của thánh giáo chúng ta. Tôi rất biết ơn ân đức của thánh chủ, luôn nghiên cứu pháp điển này, không bao giờ cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên, Robben đã thuộc lòng pháp điển của thánh giáo, lắc đầu nói, tổng giám mục Avada, đây không phải là pháp điển, tôi biết rất rõ, anh không phải lừa gạt tôi. La Zen và Helena đều liên tục gật đầu, mặc dù bọn họ chỉ là người mới gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn nhưng bọn họ cũng thuộc lòng tất cả pháp điển. Suy cho cùng, những người muốn gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn phải là những tín đồ sùng đạo nhất và không được phép nghi ngờ ý chí của thánh chủ dù chỉ một chút. Cho nên, đây là cái gì? Robben không khỏi trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là pháp thuật của dị đoan hay sao? Tề Đằng Nhàn nghĩ thầm, đội trưởng Owen này cũng là một kẻ mờ ám. Không ngờ lại chụp một chiếc mũ lớn lên đầu mình. Cũng tốt, vốn dĩ mình không hề muốn lừa gạt anh ta, nhưng anh ta như vậy thì mình sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Mưu trí của hắn thật ra giống hệt lão giáo hoàng kia. Bệ hạ, La Zen và Helena đã có thể gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn thì đương nhiên cũng cực kỳ thông minh, lập tức biết đội trưởng Robben đang nghĩ gì, lập tức lộ vẻ mặt nghiêm túc phối hợp với anh ta. Tề Đằng Nhàn cười nói, anh đừng đùa như vậy. Tôi đường đường là một vị tổng giám mục, lại đi nghiên cứu phép thuật của dị đoan. Đừng nói nhảm. Robben nói, đức tổng giám mục Avada, không phải là tôi nghi ngờ sự thành kính của anh đối với thánh chủ, nhưng những thứ của dị đoan đều rất dễ mê hoặc người khác. Tề Đằng Nhàn trực tiếp xua tay nói, được rồi, tôi nói cho mấy người cũng không sao cả. Đây là vật mà giáo hoàng bệ hạ ban cho tôi. Nó ghi lại các pháp thuật thần thánh của thánh giáo. Hiện giờ tôi đang nghiên cứu nó. Nếu như mấy người có hứng thú, tôi có thể cho mấy người quan sát. Nhưng, thứ này rất có giá trị, nếu các người muốn học, tôi cũng không thể tặng cho mấy người miễn phí. Nhưng Robben biết Tề Đằng Nhàn là tên lừa đảo, trên khuôn mặt lộ vẻ không tin, cười lạnh nói, tôi không tin. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, anh đang nghi ngờ giáo hoàng bệ hạ. Nếu như vậy, tôi sẽ chứng minh cho mấy người. Xem. Sau khi nói xong, hắn bước vào phòng lấy ra một chai nước khoáng. Đây là ma pháp thần thánh thần bí nhất của thánh giáo chúng ta. Chỉ có cách triệu hồi thánh quang của thánh chủ mới có thể hiểu được. Hôm nay tôi sẽ mở mang kiến thức cho mấy người. Mặc dù Ngọc Tiểu Long không xuất hiện nhưng cô vẫn ở trên tầng 2 quan sát. Nhìn thấy Tề Đằng Nhàn lấy ra một chai nước khoáng biểu diễn ma pháp cho ba vị thần thánh kỵ sĩ của thánh giáo, khóe miệng cô không khỏi cong lên. Tên lừa đảo này, lại đang định giở trò gì vậy? Lúc này Tề Đằng Nhàn đã mở chai nước khoáng ra, sau đó đổ nước trong chai xuống. Ục ục. Hắn duỗi tay phải ra, đặt nó dưới dòng nước, sau đó các ngón tay hơi cong lên trên và cổ tay bắt đầu rung rung. Dưới ánh mắt khó tin của ba vị thần thánh kỵ sĩ, bọn họ nhìn thấy nước đổ từ chai nước khoáng rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn, sau đó tụ lại thành một quả cầu nước. Ngọc Tiểu Long nhìn thấy vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, đây là khí như lưới lớn. Thần đi một vòng. Hắn đã luyện công phu đến mức có thể thông thấu toàn thần, sử dụng ngoại cương và ám kình để khống chế một cách tinh vi. Bây giờ tôi còn chưa thể thực hiện loại kỹ năng này. Phá vỡ hư không, thấy được thần linh, quả nhiên là điều thần kỳ, thật sự là kỳ diệu. Tề Đằng Nhàn mỉm cười và giơ quả cầu nước tròn trong tay lên, cương khí không ngừng tuôn ra từ lỗ chân lông của hắn, cách hắn khống chế sức mạnh rất vi diệu.
quả cầu nước lăn qua trái rồi lại phải trong lòng bàn tay hắn nhưng chưa bao giờ bị méo mó hay vỡ tan. Rob Ben, người đội trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi mở to mắt và nói, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phép thuật, đây nhất định là phép thuật, hóa ra phép thuật luôn tồn tại trong thánh giáo chúng ta. Latwan không khỏi hét lên. Đây là loại ma pháp gì vậy? Thật đáng kinh ngạc, anh thậm chí có thể điều khiển những thứ như nước. Yelena cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Tề Đằng Nhàn tự hào nói với đám người Robben, bây giờ các người đã tin tính chân thực của bản bí pháp thần thánh của tôi chưa? Ha ha, tất cả những thứ này đều là tôi mới học được gần đây. Robben không nhịn được hỏi, đây là loại ma pháp gì? Tề Đằng Nhàn chậm rãi nói, cái này gọi là Rasengan. Ngọc Tiểu Long đang đứng trên tầng 2 suýt bật cười. Tên khốn này lừa gạt người nước ngoài như vậy sao? Ra, sen, gan. Yelena không khỏi ngẩn người, sau đó lẩm bẩm, hình như tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó. Dù sao Yelena vẫn còn khá trẻ, có thể cô ta đã từng xem hoặc nghe thấy những đoạn clip tương tự ở đâu đó nên cô ta cảm thấy ba từ mà Tề Đằng Nhàn nói chắc chắn rất quen thuộc. Robben hỏi, có nguyên lý gì không? Tề Đằng Nhàn mỉm cười nói. Đây là việc sau khi có lực lượng tác động của Thánh Chủ mới có thể làm được. Anh sẽ có cảm ứng mãnh liệt hơn với các nguyên tố của thế giới này, do đó anh có thể dễ dàng khống chế chúng. Đúng, như tôi có cảm ứng với nguyên tố thủy mạnh nhất nên có thể điều khiển nước. Robben hít sâu một hơi, cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đảo lộn, vị Tổng Giám Mục hạng 2 chỉ có thể hét lên Avada Kedavra một cách vô ích này, không ngờ lại thực sự nắm giữ ma pháp thần thánh của Thánh Giáo. Hai vị thần thánh kỵ sĩ còn lại cũng không khỏi cảm thấy khó thở, điều này thật đáng kinh ngạc, thánh chủ quả nhiên là tồn tại duy nhất, và chỉ có sức mạnh của ngài mới có thể cho phép phàm nhân làm được những điều phi thường này. Tuy nhiên, chỉ ngưng tụ một quả cầu nước dường như không thể tạo ra sức sát thương có uy lực lớn đúng không? Robben bình tĩnh lại và chậm rãi hỏi. Ha ha, những gì anh nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Anh có muốn thử uy lực của quả bóng nước của tôi không? Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói. Robben gật đầu nói, có thể, tôi có lực lượng của Thánh Chủ bảo vệ tôi, hơn nữa có năng lực chịu đòn rất mạnh. Tổng Giám Mục Avada, anh để cho tôi thử xem. Tề Đằng Nhàn không nói hai lời, được. Hắn giữ quả bóng nước trong tay rồi nói với Robben, anh đã sẵn sàng chưa? Robben đứng vững, hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm vài lời cầu nguyện, toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh, nói, đến đây đi. Tề Đằng Nhàn có thể cảm giác được, từ trường trên người Robben đã trở nên khác biệt, khí tức của anh ta cũng mạnh hơn mấy lần. Lực lượng của Thánh Giáo quả nhiên có liên quan đến từ trường. Nó cũng giống như việc dân gian Trung Quốc cầu xin thần linh. Tề Đằng Nhàn suy nghĩ một chút rồi tiến lên một bước. Ngọc Tiểu Long đứng trên tầng 2 có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn đi từng bước tiến lên phía trước, dùng long hình, phát huy ra toàn bộ lực lượng của cột sống. Sau đó, khi vừa đứng trước mặt Robben, hắn lập tức sử dụng lực xoắn ốc, truyền lực từ bàn chân đang dậm đất theo cẳng chân vào toàn bộ cánh tay phải. Ngay sau đó, Tề Đằng Nhàn hét lên, Rasengan. Hắn bắt trước môn bóng nước, ấn thẳng vào ngực Robben. Đồng thời, năng lượng thể chất siêu phàm của hắn bùng nổ, trong nháy mắt xuất chiêu, hắn giải phóng một lực xoắn ốc đáng sợ. Quả cầu nước đương nhiên vỡ tan trên ngực Robben, lòng bàn tay của Tề Đằng Nhàn ấn xuống. Robben lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng khiếp quét qua mình, hai chân của anh ta không tự chủ rời khỏi mặt đất, sau đó toàn thân bị một vòng xoáy cuốn đi, thân thể của anh ta xoay trên không ba lần như một chiếc lá bị gió cuốn, bay đi 7-8 mét rồi rơi bịch một cái. Hít, thật kinh người, Yelena che cái miệng nhỏ nhắn của mình, kêu lên. Lazen ngơ ngác, anh ta chỉ cảm thấy thật đẹp trai, không biết mình có thể học được chiêu này hay không. Ngọc Tiểu Long cười như phát điên. Rasengan cái con mẹ nó. Rõ ràng chỉ là một đòn tấn công vật lý thuần túy, sử dụng lực xoắn ốc mà thôi, quả cầu nước không hề có uy lực gì, chỉ để làm cảnh lừa gạt người mà thôi. Tề Đằng Nhàn dùng lực là một cỗ tống kính, hắn chưa dùng đến thấu kình, nếu không, với thực lực của hắn thì trái tim của Robben sẽ bị đánh nát bởi một đòn này. Sau khi Robben rơi xuống đất, anh ta sờ sờ bộ ngực đau đớn, nhe răng nói, hít. Quả nhiên lợi hại. Tề Đằng Nhàn lắc lắc tay, cười nói, bây giờ mấy người sẽ không nghi ngờ sức mạnh ma pháp của tôi đúng không? Đây là do Thánh Chủ ban cho.
nếu không có linh hồn xem sần trên người, tôi sẽ không thể lĩnh ngộ nhanh đến vậy. Robben nói, tổng giám mục của Avada quả thực phi thường. Không hổ là người đàn ông có thể làm cho linh hồn của thẩm phán xem sần buông xuống. Latwan không kìm được kích động hỏi, ngài tổng giám mục, những ma pháp này. Chúng ta có thể học được không? Yelena cũng có vẻ phấn khích, cô ta nhìn đức tổng giám mục Tề bằng ánh mắt khao khát. Robben không khỏi có chút động tâm, anh ta không ngờ giáo hoàng bệ hạ lại giấu sâu như vậy, hóa ra trên thế giới này thật sự có ma pháp, nhưng ông ta lại không nói cho bọn họ biết. À, đây là hoài nghi bọn họ không đủ thành kính hay sao? Tề Đằng Nhàn trầm ngâm nói một cách nghiêm túc thì không thể. Trước khi giao cái này cho tôi, giáo hoàng bệ hạ đã từng nói rằng, bí pháp này chỉ có những giáo hoàng kế nhiệm mới có thể xem được. Trên khuôn mặt ba người lập tức lộ vẻ thất vọng. Cảm giác như bị Tề Đằng Nhàn lừa gạt. Nhưng ông ấy cũng nói rằng nếu người ngoài muốn xem, họ phải duy trì lòng thành kính tuyệt đối với Thánh Chủ. Câu thứ hai của Tề Đằng Nhàn khiến cho ba người không hẹn mà cùng cảm thấy vẫn còn hy vọng. Ngọc Tiểu Long đứng dựa vào lan can, thân thể cong lại, đang cố gắng nhịn cười. Cô vốn là người nghiêm túc, nhưng nhìn thấy Tề Đằng Nhàn tỏ vẻ trang nghiêm lừa gạt ba vị thần thánh kỵ sĩ của Thánh Giáo như vậy khiến cho cô gần như không nhịn được. Cô là một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù buồn cười đến đâu thì bình thường vẫn sẽ không cười, trừ khi không nhịn được. Vừa nhìn đã biết không phải là một tổng giám mục đứng đắn, hắn rõ ràng chỉ là một tên thần côn mà thôi. Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ. Quả nhiên, Tề Đằng Nhàn tiếp tục lừa gạt ba vị thần thánh kỵ sĩ với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nhìn qua trông rất thần thánh và trang nghiêm. Chúng ta có thể gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn. Tất nhiên sự thành kính trong tín ngưỡng của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi có thể chịu trách nhiệm khi nói rằng, bất cứ ai gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn đều có lòng thành kính tuyệt đối với Thánh Chủ và Thánh Giáo. Robben liếc mắt nhìn Tề Đằng Nhàn một cái, trong giọng nói có chút giận hơn. Thành kính chính là tín ngưỡng của anh ta, lời nói của Tề Đằng Nhàn dường như nghi ngờ anh ta không đủ thành kính, khiến anh ta cảm thấy rất không vui. Tề Đằng Nhàn gật đầu nói, chỉ có lòng thành kính thôi thì chưa đủ. Bệ hạ nói, chúng ta cần nhiều tiền hơn. Ba người sửng sốt một lát, những lời này là có ý gì? Giáo hoàng bệ hạ, sẽ nói những lời như vậy hay sao? Tề Đằng Nhàn không hề nói dối về việc này, giáo hoàng quả thực đã yêu cầu hắn trả nhiều tiền hơn mới giao cho hắn bản bí pháp thần thánh này. Trên đời này không có cái gì gọi là bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Thánh giáo các người làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn. Đây là giáo dục các người không nên làm người lười biếng mà phải chăm chỉ làm việc để có được thức ăn. Tương tự như vậy, nếu các người muốn xem bản bí pháp thần thánh này, tất nhiên phải trả một cái giá nhất định. Giao dịch tiền bạc công bằng sẽ không bị Thánh Chủ vĩ đại chán ghét. Tề Đằng Nhàn lộ vẻ mặt trang nghiêm nói, ánh mắt của hắn rơi vào ba vị thần thánh kỵ sĩ tràn ngập tính thần thánh. Robben nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng một chiêu Rasengan vừa rồi của Tề Đằng Nhàn khiến cho anh ta có chút tâm phục khẩu phục, đó không phải là ma pháp thì là cái gì? Xem ra các người vẫn không tin, trường hợp này tôi sẽ biểu diễn lại một chiêu ma pháp khác cho các người xem, có chịu học hay không thì tùy các người. Anh ta yêu cầu Yelena và Latwan đứng hai bên hắn cách khoảng 3 mét, rồi nói, chiêu thức này tên là Shinra Tensei. Nó dùng ma pháp để kích nổ không khí xung quanh, khiến kẻ thù bị đánh bật và chóng mặt. Ngọc Tiểu Long có hứng thú thò đầu ra nghe Tề Đằng Nhàn nói bậy, đây không phải là dùng võ công Trung Hoa để ức hiếp người nước ngoài sao, lại không ngừng nói thành ma pháp. Người này thật quá đáng, vừa rồi là Rasengan, giờ lại là Shinra Tensei. Sau khi hai người đứng vững, Tề Đằng Nhàn đột nhiên hạ thấp eo như ngồi trên ngựa, sau đó hai tay tạo thành quy xả ấn, thận khí trong cơ thể kết hợp với chính dương khí trong tim, thể năng lập tức bùng nổ. Hắn gầm lên một tiếng. Trong cơ thể tỏa ra một cỗ ngoại cương kinh khủng. Kinh lực bùng nổ khiến không khí xung quanh nổ tung, hai thần thánh kỵ sĩ đứng bên cạnh hắn cảm thấy một cỗ khí tức gần như khiến người ta hít thở không thông ập đến, sau đó, một cỗ khí kình cực mạnh đẩy hai người họ ra ngoài. Hai người đồng thời lùi lại vài bước, lúc này mới đứng vững. Robben ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Thế nào, tôi không lừa mấy người đúng không? Tề Đằng Nhàn đắc ý nói. Hắn chỉ thuần túy dùng võ thuật và thể năng của mình để lừa gạt,
bắt nạt những người nước ngoài không hiểu võ thuật Trung Quốc. Hơn nữa, trong tay hắn quả thực có bí tịch do giáo hoàng ban tặng, nên quả thực có thể lừa gạt người khác. Yelena không kiềm chế được nói, thật trâu bò. Tề Đằng Nhàn không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía cô ta, cô gái người Tuyết Quốc này cũng biết một ít tiếng Trung. Nhìn thấy ánh mắt của Tề Đằng Nhàn đang nhìn sang, Yelena không khỏi ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó nghiêm túc đứng thẳng lại. Cô ta là người vừa mới gia nhập kỵ sĩ đoàn, tuổi tác cũng không lớn lắm nên tính cách có chút trẻ con cũng là điều bình thường. Sắc mặt Robben tối sầm lại, anh ta ho hai tiếng rồi nói, Tổng giám mục Avada, chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua quyền xem bản bí pháp thần thánh này. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, chúng ta đều là con cái thánh chủ, tín đồ thành kính. Đừng nói chuyện tiền bạc. Robben sửng sốt, điều này có nghĩa là miễn phí. Chúng tôi muốn nói đến nhân dân tệ, ít nhất là 100 triệu nhân dân tệ. Tề Đằng Nhàn duỗi một ngón tay và cười nói. Ba vị thần thánh kỵ sĩ suýt nữa hộc máu, mừng rỡ vô ích một hồi, tuy nhiên, bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ để học một loại ma pháp mạnh mẽ như vậy cũng không phải là thiệt thòi. Hơn nữa, thứ này được lấy từ tay giáo hoàng, chắc chắn nó không phải là thứ dùng để lừa người. Huống hồ Tổng giám mục Tề vừa mới thi triển chiêu thức Rasengan và Shinra Tensei. Số tiền này tôi sẽ trả, Robben bình tĩnh nói. Không nhìn ra đội trưởng Owen là người có tiền, Tề Đằng Nhàn không khỏi kinh ngạc. Trước khi Robben gia nhập thánh giáo, anh là người của một gia tộc lớn, gia đình rất giàu có. Anh ta có thể trở thành đội trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn của thánh giáo, có thể nói là vinh dự của gia tộc, bình thường anh ta cần bất cứ sự hỗ trợ nào cũng sẽ được thông qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong gia tộc. Ngọc Tiểu Long ở tầng 2 ngơ ngác. Anh ta có thể lấy được 100 triệu nhân dân tệ hay sao? Yelena và Lazen không khỏi có chút lo lắng, gia đình bọn họ không có nhiều tiền như vậy. Đừng lo lắng, ba người chúng ta sẽ cùng nhau học tập. Robben hào phóng cười nói. Tề Đằng Nhàn nói, các người đừng tiết lộ cuốn sách này ra ngoài, bản thân mình đọc đi, có gì không hiểu có thể trực tiếp đến học hỏi bệ hạ. Tề Đằng Nhàn đúng là một kẻ xấu, hắn biết giáo hoàng cố tình lừa hắn. Tất cả ma pháp bên trong đều do một số người tự bịa ra, nhưng hắn vẫn có tình nói thêm một câu có gì không hiểu thì hỏi giáo hoàng. Một người đức cao vọng trọng như giáo hoàng làm sao có thể thừa nhận rằng ông ta đã biên soạn một cuốn sách để lừa gạt tiền của Tề Đằng Nhàn. Để ngăn không cho lời nói dối này bị vạch trần, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời nói dối của Tề Đằng Nhàn. Giáo hoàng có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ Tề mình sẽ không bao giờ lỗ vốn. Tề Đằng Nhàn cảm thấy đắc ý ở trong lòng. Cũng may lúc đó hắn không xé sách, bây giờ số tiền bị giáo hoàng lừa chẳng phải sẽ lấy lại gấp 10 hay sao? Robben đút cuốn sách vào trong ngực, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, hiện tại không phải là lúc để nghiên cứu việc này. Hai người đi theo tôi để bắt Bùi Bất Khí, cậu chủ của Thương hội Hoa Minh, người hợp tác với tà giáo. Vâng, thưa đội trưởng, Yelena và Lazen đều vội vàng gật đầu đồng ý. Robben đặt một tay lên ngực chào Tề Đằng Nhàn rồi nói, Tổng giám mục Avada, chúng tôi đi bắt người trước. Những chuyện tiếp theo có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Tim đập, Tề Đằng Nhàn nhìn thấy đội trưởng chào mình, lập tức đáp lại, dùng tay nện vào tim hắn. Robben tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm, gọi hai người cấp dưới của mình rồi cùng rời đi. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy thông báo tiền vào tài khoản trên điện thoại di động của mình. Cảm giác như trên mây, thật tuyệt vời. Không biết lúc Robben cầm cuốn sách ma pháp này đến gặp giáo hoàng, biểu cảm của giáo hoàng sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy buồn cười. Ngọc Tiểu Long nhảy từ tầng 2 xuống, nhìn Tề Đằng Nhàn đang cầm điện thoại cười ngây ngô xem tin nhắn, không khỏi liếc mắt xem thường. Anh lừa gạt đội trưởng thần thánh kỵ sĩ như vậy có vẻ không tốt lắm thì phải. Nếu sự việc bại lộ, sau này chúng ta ở chung như thế nào? Ngọc Tiểu Long hỏi. Không thành vấn đề, cuốn sách này vốn là giáo hoàng tặng cho tôi, hơn nữa lúc đó tôi đã trả tiền. Tề Đằng Nhàn cười nói. Ngọc Tiểu Long tức giận nhìn hắn, không khỏi bật cười, nói, thủ đoạn này của anh, thật là loè loẹt. Tề Đằng Nhàn thản nhiên cười nói, cũng tốt, cũng tốt. Tôi kiếm lời được một chút tiền, cô có muốn mời tôi bữa tối để chúc mừng hay không? Ngọc Tiểu Long nghe xong sửng sốt hỏi, anh nói cái gì? Tôi mời anh bữa tối để ăn mừng, không phải anh nên mời tôi hay sao? Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, cô mời thì tôi càng vui hơn.
hạnh phúc nhân đôi, không ngon hay sao? Ngọc Tiểu Long bị lời nói hắn khiến cho cô không nói nên lời, một lúc sau mới lắc đầu nói, tốt nhất anh nên mau chóng cút khỏi đây trước khi tôi lấy khẩu gát linh ra. Tề Đằng Nhàn không nói nhiều với Ngọc Tiểu Long nữa, hắn vỗ mông chạy lấy người. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười, nghĩ đến cảnh tượng Tề Đằng Nhàn lừa gạt đám người Robben vừa rồi, cô lại cảm thấy buồn cười. Sau khi giải quyết xong sự việc, Tề Đằng Nhàn trực tiếp đi đến chỗ Trần Ngư, Bùi Bất Khí bị thần thánh kỵ sĩ đoàn nhắm tới, chắc chắn sẽ gặp rắc rối, hắn nhất định phải báo tin vui này cho Trần Ngư. Hôm nay Trần Ngư vẫn đang bàn bạc hợp tác với ông cụ Quý tại nhà họ Quý, khi cô ấy vừa đi ra khỏi nhà họ Quý thì nhận được cuộc gọi từ Tề Đằng Nhàn. Anh đến rất đúng lúc, tôi đói quá, mời tôi ăn khuya đi. Sau khi Trần Ngư nhìn thấy Tề Đằng Nhàn thì nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói. Tâm trạng của cô ấy quả thật là rất tốt, có Tề Đằng Nhàn làm người kết nối nên cô ấy đã tạo được mối quan hệ hợp tác với nhà họ Quý, một loạt hành động tiếp theo của cô ấy sẽ càng có lợi hơn. Tề Đằng Nhàn nhìn Trần Ngư từ trên xuống dưới, cô ấy đi giày cao gót, tất đen, váy ôm hông, áo sơ mi trắng và đeo kính không gọng càng làm tăng thêm khí chất trí thức của cô ấy. Người phụ nữ này, quá mức xinh đẹp rồi. Tôi muốn ăn cá, Tề Đằng Nhàn chơi chữ nói. Ăn cá cũng được, tôi biết một nhà hàng làm món sashimi rất ngon. Trần Ngư giả vờ như không biết mỉm cười nói, sau đó bước tới nắm lấy tay Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mịn màng của cô ấy, không khỏi thở dài. Trần Ngư hỏi, sao anh lại thở dài vậy? Tề Đằng Nhàn nói, bởi vì từ trước đến nay tôi đều ăn miễn phí, nhưng khi ở cùng một chỗ với cô, tôi đều phải trả tiền. Điều này khiến tôi cảm thấy phẩm cách đạo đức tốt của mình đã bị cô hủy hoại. Trần Ngư che môi, mỉm cười, cô ấy rất thích ở bên cạnh Tề Đằng Nhàn. Bởi vì cô ấy ngưỡng mộ khí chất hào hùng của Tề Đằng Nhàn và cũng thích cách nói chuyện hài hước của hắn. Tương tự, trí thông minh và cảm xúc thấp mà hắn thỉnh thoảng thể hiện ra cũng khá buồn cười, mặc dù hơi bực mình. Khi đến trước cửa căn phòng riêng nhỏ của nhà hàng, Trần Ngư cởi giày cao gót bước vào trong, dáng vẻ lúc cúi xuống cởi giày của cô ấy đã khoe toàn bộ vẻ gợi cảm và quyến rũ của cô ấy. Hai người ngồi đối diện nhau, sau đó ăn đồ ăn đắt tiền và uống chút rượu. Như vậy, Bùi Bất Khí đã xong đời rồi phải không? Trần Ngư không khỏi mỉm cười hỏi. Tâm trạng của cô ấy đang rất vui vẻ nên cứ cười hoài, một cô gái thích cười thường sẽ gặp may mắn chứ đừng nói đến chuyện đây là một cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy. Tề Đằng Nhàn gật đầu nói, lần này anh ta sẽ bị giáng một đòn đau. Dù sao, những tên dị đoan đã chỉ ra và xác nhận thân phận của anh ta, thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng... Giáo hoàng chắc chắn sẽ không hành hạ người ta đến chết, dù sao sức ảnh hưởng của thương hội Hoa Minh là có, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ phải chảy máu rất nhiều. Trần Ngư nói, anh vụ oan hãm hại anh ta như vậy. Nếu sự thật bị lộ ra, liệu nó có gây bất lợi cho anh không? Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, người của thương hội Hoa Minh đã lén chụp ảnh tôi, bọn họ có ý đồ xấu xa. Tôi để những tên dị đoan kia vụ oan bọn họ sẽ không thể rửa sạch chúng. Hơn nữa, tên dị đoan kia sẽ chết nhanh thôi, và người chết không thể nói được. Trần Ngư ôm trán mỉm cười, uống xong một ly rượu mới nói, sao tôi có cảm giác anh cầm kịch bản của nhân vật phản diện mà làm theo vậy? May mà chúng ta là bạn bè, nếu không thì tôi đã bị anh lừa chết rồi. Tề Đằng Nhàn cùng ly với cô ấy rồi nói, cô hãy mau chóng giải quyết chuyện ở Hương Sơn rồi quay trở lại Nam Dương đi thôi. Hai người Trần Khánh và Trần Liệt không đáng tin cậy bằng cô. Hơn nữa cô ở Hương Sơn vẫn rất nguy hiểm. Trần Ngư cũng cười nói, tôi ở Hương Sơn cũng không gặp nguy hiểm gì, dù sao có Tổng Giám Mục Tề Anh cũng ở đây. Có anh ở đây, kẻ thù của tôi sẽ không dám dùng những thủ đoạn bẩn thỉu. Trong lúc uống rượu, hai người vốn ngồi đối diện nhau đã chuyển sang ngồi cạnh nhau. Trần Ngư bắt chéo đôi chân xinh đẹp, cầm ly rượu cùng với Tề Đằng Nhàn trò chuyện cười đùa, trên gò má trắng mịn có chút hồng hào vì men rượu. Nhìn qua càng cảm thấy cô ấy động lòng người hơn. Tề Đằng Nhàn rất tự nhiên vòng tay qua vai Trần Ngư, mà Trần Ngư cũng không hề tỏ ra phản cảm hay phản kháng. Sau khi hoàn thành hành động này, Tề Đằng Nhàn không khỏi giật mình, hóa ra mối quan hệ mơ hồ giữa hắn và Trần Ngư đã vô tình tiến triển thêm vài bước. Trước đây, bọn họ vẫn trêu chọc nhau bằng lời nói nhưng hầu như không có sự thân mật về mặt thể xác. Em trai thối tha,
ngày nào cũng chỉ biết chiếm tiện nghi của chị đây đúng không? Trần Ngư đẩy gọng kính lên, dựa vào cánh tay hắn, loại đệm trong nhà hàng này, ngồi lâu vẫn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Đương nhiên rồi, cô xinh đẹp như vậy mà, Tề Đằng Nhàn tự tin đáp lại. Sau khi uống thêm hai ly nữa, Tề Đằng Nhàn cảm thấy hơi say, đồng thời hắn cũng cảm thấy khả năng uống rượu của Trần Ngư có vẻ quá lợi hại. Tuy nhiên cũng may tửu lượng của hắn cũng khá tốt, uống thêm hai ly cũng không tính là nhiều. Ăn uống xong, Trần Ngọc đặt ly rượu xuống và để cho Tề Đằng Nhàn tự giác đi thanh toán hóa đơn. Tề Đằng Nhàn thầm nói trong lòng, hôm nay cô để cho tôi chạm vào chân cô hai lần, lần này tôi sẽ thanh toán hóa đơn. Đưa tôi trở về, Trần Ngư không khách khí nói. Đương nhiên, Tề Đằng Nhàn cảm giác tim mình đập rộn ràng, đang băn khoăn không biết liệu mình có được mời vào phòng cô uống một hai ly không. Trần Ngư không muốn bắt xe và đi bộ về, nhưng dù sao cô ấy cũng đi giày cao gót nên đi được khoảng một dãy nhà thì dừng lại. Tề Đằng Nhàn tự giác ngồi xuống trước mặt cô ấy rồi cõng cô ấy lên trên lưng, Trần Ngư không hề ngượng ngùng việc bộ ngực đầy đặn của cô ấy sẽ dán vào lưng hắn. Hiện giờ cuộc sống ngày càng khó khăn, các tàu sân bay Mỹ đều đã tới vùng biển gần Nam Dương. Chính phủ đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều dự án đều tham gia. Trần Ngư dựa đầu vào vai hắn, hơi thở như hương hoa lan nói vào tai hắn. Người Mỹ quá bận tâm đến mọi việc, thật sự rất khó giải quyết. Tuy nhiên, chính phủ không phải là kẻ ngốc, chỉ là lợi dụng mà thôi, nếu thực sự muốn xé rách ra mặt thì mất nhiều hơn được. Tề Đằng Nhàn mỉm cười. Mấu chốt là nhà họ Trần không đoàn kết, khiến người ta rất khó chịu. Trần Ngư không khỏi tức giận nói, bà già kia lại muốn gả tôi cho Bùi Bất Khí, làm tôi tức chết đi được. Tề Đằng Nhàn ậm ừ đáp lời, Trần Ngư hóa thân thành em gái cao kiều liên tục cằn nhằn, nhưng hắn thực sự không nghe vào một câu nào, trong đầu hắn toàn là bánh bao hấp và chân. Ở trong mắt người ngoài, Trần Ngư là một người phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo, hầu như không có nhược điểm. Nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, trong nội tâm của cô ấy cũng có chỗ yếu đuối. Cũng chính là lúc ở cùng một chỗ với Tề Đằng Nhàn, cô ấy sẽ nói ra những điều khiến mình không khó chịu và phàn nàn về chúng. Khi bọn họ đến nơi ở của Trần Ngư, Tề Đằng Nhàn ngồi xổm xuống và để cô ấy từ trên lưng hắn bước xuống đất. Cảm ơn đã chiêu đãi, Trần Ngư mỉm cười nói. Phải cảm ơn thế nào đây? Tề Đằng Nhàn khịt mũi, không vui nói. Tôi để cho anh cõng tôi về, đây không phải là cách cảm ơn tốt nhất hay sao? Trần Ngư cười nói. Vừa nói, cô ấy vừa tiến lại gần, sau đó khoác hai tay ra sau cổ Tề Đằng Nhàn, khuôn mặt cô ấy càng ngày càng gần, hai gò má lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Khi đôi môi của bọn họ tiếp xúc với nhau, Tề Đằng Nhàn có thể dễ dàng nhận ra rằng Trần Ngư không có kinh nghiệm trong phương diện này. Mà hắn lại là một người nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ người khác nên không quan trọng Trần Ngư có đẹp hay không, Tề Đằng Nhàn chủ yếu muốn dạy cô ấy cách hôn môi mà thôi. Trần Ngư cũng không hề cảm thấy khó chịu khi khoang miệng của mình bị Tề Đằng Nhàn xâm chiếm, đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, dáng vẻ ấy đủ để làm mềm lòng trái tim sắt đá của tất cả đàn ông trên thế giới. Mọi thứ của Trần Ngư đều đẹp, huống hồ là nụ hôn đầu tiên. Hô! Một lúc lâu sau, cô ấy mới lùi lại nửa bước rồi thở ra một hơi dài. Trên khuôn mặt ngoại trừ có chút hồng hào thì không thấy có chút xấu hổ hay cảm xúc nào khác, trái lại vẫn thoải mái vui vẻ như trước. Anh không biết rằng tay không thành thật sẽ khiến người ta ác cảm hay sao? Trần Ngư mỉm cười, chỉnh lại kính mắt, nhẹ giọng hỏi. Cái gì mà tay không thành thật? Vừa rồi tôi nhìn thấy một con muỗi muốn cắn cô nên đập giúp mà thôi. Tề Đằng Nhàn tự nhiên là có lý do đàng hoàng, căn bản không hề thừa nhận. Trần Ngư lắc đầu nói, được rồi, tôi về trước, anh về sớm nghỉ ngơi đi. Tề Đằng Nhàn ngẩn người một lúc rồi nói, cô không mời tôi vào nhà ngồi à? Chúng ta uống một ly cà phê hay gì đó nhé? Trần Ngọc trừng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt biến thành một người phụ nữ lạnh lùng, xoay người đi vào trong, hoàn toàn không để ý tới hắn. Tề Đằng Nhàn không khỏi giang hai tay ra. Nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười, sự tiến triển ngày hôm nay quả thực khiến hắn rất bất ngờ, tình cảm giữa hắn và Trần Ngư phát triển một cách tự nhiên và chậm rãi. Ít nhất, từ lúc trước chỉ có thể những lời nói ẩn ý, đến bây giờ đã tiếp xúc thân thể thân mật, chuyện này rất không dễ dàng rồi. Phải biết rằng,
Trần Ngư là một nữ thần cao quý với gu thẩm mỹ độc đáo, cô ấy chưa chắc chấp nhận Tề Đăng Nhàn, người đàn ông tình cảm và ấm áp nhất ở thành phố Trung Hải và rất được phụ nữ yêu thích. Ai, cuối cùng mình vẫn bị người đàn ông này làm động lòng. Sau khi Trần Ngư trở về nhà, tư thái bình tĩnh đã không còn nữa, khuôn mặt cô ấy nóng bừng, tim đập loạn xạ, giống như sắp trào ra khỏi cổ họng. Trần Ngư không biết tại sao tâm tình của cô ấy lại thay đổi như vậy, có lẽ là vì khoảng thời gian ở chung ở Quảng Dương kia, cô ấy thực sự đã động lòng trước lòng dũng cảm và tinh thần của Tề Đăng Nhàn. Cô ấy tháo kính xuống, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp đang nóng bừng của mình, lắc đầu nói, người này cứ được một tấc lại tiến một thước, một nụ hôn đã là có lời cho hắn rồi, không ngờ còn đưa cả tay ra. Cô ấy nằm xuống chiếc giường lớn êm ái, xoa xoa hai gò má, đổ lỗi mọi hành vi vượt rào ngày hôm nay là do rượu lên não. Trước đó, Trần Ngư vẫn luôn kiềm chế bản thân, mặc dù có cảm tình với Tề Đăng Nhàn nhưng mọi hành động của anh đều chỉ giới hạn ở lời nói trêu chọc mà thôi. Bởi vì cô ấy không thể chấp nhận rằng trong trái tim hắn không chỉ có một mình cô ấy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khí phách ngàn dặm giết người của Tề Đăng Nhàn cùng với khí phách của một kiêu hùng, cô ấy không biết có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô ấy nữa hay không. Vì vậy, cô ấy cảm thấy nếu tiến thêm một bước thì cô ấy sẽ có chút không cam lòng, nếu lùi một bước thì cô sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng bước cuối cùng này cô ấy cũng đã bước ra, vì vậy dù điều gì xảy ra tiếp theo, hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên. Tôi về đến nhà an toàn rồi. Tề Đăng Nhàn gửi tin nhắn cho Trần Ngư, hắn đoán rằng cô gái này có lẽ đã đi ngủ rồi. Một lúc sau, hắn nhận được tin nhắn trả lời của Trần Ngư, ồ, không ngờ anh không xe ben tông chết. Tề Đăng Nhàn hỏi, nếu tôi chết thì cô có lợi gì? Từ nay về sau cô cũng chỉ có thể thủ tiết. Trần Ngư trả lời, tôi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngày hôm sau, Tề Đăng Nhàn nhận được cuộc gọi từ Rob Ben. Nói rằng anh ta đã bắt được Bùi Bất Khí, tiếp theo sẽ đưa anh ta trở về tòa án dị giáo để thẩm tra và phán quyết. Khi Bùi Bất Khí bị Rob Ben tìm tới cửa, anh ta cũng sững sờ, không biết mình trở thành kẻ dị đoan trong mắt thánh giáo từ khi nào. Sau khi nghĩ kỹ lại, anh ta chắc chắn rằng tên chó chết Tề Đăng Nhàn kia đã vu oan hãm hại anh ta, làm một số thủ đoạn bẩn thỉu nên bây giờ người của thần thánh kỵ sĩ đoàn mới tìm đến anh ta. Tôi không phải dị đoan. Là Tề Đăng Nhàn hãm hại tôi. Tôi cảnh cáo các người, mặc dù các người là người của Thánh giáo, nhưng cũng không thể đối xử với tôi như vậy, tôi cũng là người có thân phận có địa vị. Bùi Bất Khí tức giận gào thét với Rob Ben. Anh nói lung tung cái gì vậy? Thân phận của anh là gì? Địa vị của anh là gì? Nếu anh dám hợp tác với dị giáo, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lửa giận của Thánh giáo. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa anh về nước Thiên Chủ. Để cho người của tòa dị giáo quyết định nên trừng phạt một kẻ dị đoan như anh như thế nào. Rob Ben lạnh lùng vô tình nói, thậm chí tay còn dùng nhiều sức hơn để vặn tay Bùi Bất Khí về phía sau, khiến anh ta hét lên đau đớn. Yelena và Lazen đều lộ vẻ mặt nghiêm túc, thần thánh kỵ sĩ đoàn chưa bao giờ nhân từ khi đả kích những kẻ dị đoan. Ở bên kia, Tề Đăng Nhàn trực tiếp gọi điện cho Ngọc Tiểu Long và yêu cầu cô giết người bịt miệng tên dị đoan duy nhất còn sống sót. Tránh việc gã ta tiết lộ bí mật của hắn khi đối chất với Bùi Bất Khí. Dù sao thì đưa gã ta đến tòa án cũng là con đường chết, chẳng thà giải quyết ngay bây giờ, tránh xảy ra thêm rắc rối. Một khi tên dị đoàn này bị bịt miệng, Bùi Bất Khí gần như không thể lật lại phán quyết, nếu lần này Thương hội Hoa Minh không trả một cái giá lớn, cậu chủ của bọn họ có lẽ sẽ không thể quay lại. Cùng lúc đó, Tham Lang và Hoàng Kỳ Bân đang bước ra khỏi cổng trung tâm massage với vẻ mặt mệt mỏi. Tham Lang vẫn đi khập khiễng, trông rất buồn cười. Người anh em Lai Phúc, anh cũng khá lợi hại đấy. Hoàng Kỳ Bân từ tờ hóa đơn hôm nay nhận ra được sức mạnh của Tham Lang, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sắc mặt Tham Lang đen lại, xem ra anh ta không thể thoát khỏi danh hiệu Lai Phúc này rồi. Hai người sóng vai nhau đi đến bãi đậu xe, nghe Hoàng Kỳ Bân lẩm bẩm không ngừng bên tai, Tham Lang không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này, anh ta cảm giác được có chút nguy hiểm, có một đám người cầm đao đang chờ ở giữa đường, đột nhiên xuất hiện từ hai bên, cầm theo dao dựa sáng chói lao về phía trước. Chém chết thằng họ Hoàng này, những người cầm đao này đang kêu gào bằng tiếng chim, nhưng Tham Lang có thể hiểu được, đây là giọng của vùng Diệp Nam. Những người này là côn đồ của bang Diệp Nam. Hoàng Kỳ Bân không khỏi kinh ngạc, tại sao lại có nhiều người muốn chém anh ta như vậy,
chẳng lẽ là do em gái sắp đặt, bởi vì Hoàng Tình Ca nói rằng nếu phát hiện anh ta lại đưa Tề Đằng Nhàn đi trung tâm massage thì sẽ chém chết anh ta. Khi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, mạch não kỳ lạ của Hoàng Kỳ Bân đột nhiên khiến anh ta nhớ đến Hoàng Tình Ca. Mẹ kiếp, Lai Phúc, chạy đi, chân anh gãy rồi, tôi che cho anh. Hoàng Kỳ Bân thực sự là một chàng trai trẻ rất nghĩa khí, khi nhìn thấy nhiều tên côn đồ lao về phía mình như vậy, anh ta vẫn để Tham Lang chạy trốn trước. Tham Lang nghe vậy không khỏi sửng sốt, anh ta rất muốn chạy trốn, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta đường đường là vua của thế giới ngầm, Tham Lang danh tiếng lừng lẫy. Không ngờ lại phải chạy trốn trước một đám côn đồ nhỏ bé. Nói đùa cái gì vậy? Ở trong nhà tù U Đô lâu như vậy, mọi người đều trở nên nhát gan, khi có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy. Thực ra đây cũng không phải lỗi của Tham Lang, dù sao Tề Bất Ngữ quá đáng sợ, lỡ như không cẩn thận chọc giận ông, ngày hôm đó sẽ rất thê thảm. Ngoài ra, trong tù còn có rất nhiều kẻ vô lại, đều thích cười vui vẻ trên nỗi bất hạnh của người khác, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ kiếp, cho dù ông đây có bị gãy chân cũng có thể đánh chết những tên rác rưởi này. Tham Lang lạnh lùng nói, đi từng bước về phía trước. Tuy nhiên, mỗi khi anh ta bước một bước, cái chân gãy của anh ta lại đau nhói, khiến anh ta run rẩy, nhìn qua có chút buồn cười. Hoàng Kỳ Bân lo lắng nói, Lai Phúc, anh thực sự tưởng mình là một nhân vật lớn à? Có phải anh cũng giống như Mã Đại Sư, quen lừa gạt rồi nên tự lừa cả bản thân mình? Tham Lang cười lạnh không đáp lại, một con dao dựa chém về phía anh ta, lúc con dao sắp chém vào người anh ta vươn tay tóm lấy cổ tay đối phương, sau đó vặn ngược lại. Rắc! Cổ tay của tên côn đồ phát ra âm thanh gãy xương, sau đó gã ta kêu lên đau đớn không thể cầm dao được nữa. Tham Lang giật lấy con dao dựa, sau đó nghiêng người sang một bên để tránh một đao, rồi cầm con dao dựa trong tay và vung một phát. Đi vào dao trắng rút ra dao đỏ, và một tên côn đồ khác ngã xuống đất. Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy Tham Lang lưu loát giải quyết hai tên côn đồ, con người gần như muốn rớt ra, anh ta kinh ngạc nói, a, cái này. Không phải, Lai Phúc, anh lợi hại như vậy sao? Tham Lang không nói gì, trút hết mọi oán hận và tức giận lên những tên côn đồ này. Chết tiệt, Tề Bất Ngữ phải không? Tham Lang nắm đầu của một tên côn đồ, lại một dao đâm xuyên bụng. Con bà nó, Tề Đằng Nhàn đúng không? Anh ta lại xoay người, cầm ba con dao dựa, sau đó lắc tay, đâm vào ngực một tên côn đồ, khiến máu văng ra tung tóe. Trong mắt Tham Lang lóe lên vẻ hung ác, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, thuyền trưởng đúng không? Vừa nói, anh ta vừa trực tiếp chém đứt động mạch cảnh của một tên côn đồ, máu chảy như suối, khiến Hoàng Kỳ Bân dựng tóc gáy. Con mẹ nó, người này thực sự là vua của thế giới ngầm. Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy tư thái giết người không chớp mắt của Tham Lang, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đầu. Tham Lang bước đi, cơn đau ở cái chân bị gãy khiến anh ta không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, giơ dao chém xuống, lại một tên côn đồ khác ngã xuống đất. Tham Lang lộ vẻ mặt hung ác nói, tổng giám mục đúng không? Nhị đương gia đúng không? Tất cả đều sẽ bị ông đây chém chết. Oán quỷ đúng không? Dạ ma đúng không? Đào hố cho ông đây nhảy vào đúng không? Đều phải chết. Tham Lang giết đến điên rồi, hơn nữa còn vừa giết chóc vừa lẩm bẩm điều gì đó. Họ Tề đều phải chết. Giết, 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 giết. Tham Lang hét lên lao vào đám côn đồ, toàn thân đầy máu, vẻ mặt dữ tợn. Những tên côn đồ đó tuy cũng hung hãn nhưng không khỏi có chút sợ hãi khi nhìn thấy Tham Lang giống như thần chết hạ gục những người anh em của mình như đang thái rau vậy. Loại cảm xúc sợ hãi này một khi lan rộng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy, nhóm côn đồ bước chậm lại, thậm chí còn không dám ra tay. Tham Lang cầm con dao dựa đã cong trên tay, lạnh lùng nói, nào, sao không lao lên nữa. Đám côn đồ bắt đầu lùi bước, rồi bỏ chạy. Tham Lang xì một tiếng khinh thường, nhổ một ngụm nước bọt, cười lạnh nói, nếu không phải chân ông đây đi đứng không tiện, ông đây đã đuổi theo giết toàn bộ bọn mày rồi. Lai Phúc, anh quá mạnh mẽ rồi. Hoàng Kỳ Bân nuốt ngụm nước bọt, đi tới nói với Tham Lang. Ánh mắt của Tham Lang làm trở nên lạnh lùng, anh ta nhìn sang. Sắc mặt Hoàng Kỳ Bân trở nên trắng bệch, anh ta vội vàng nói, không phải, đại ca Tham Lang. Đại ca Tham Lang. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gọi anh là Lai Phúc nữa.
Tham Lang ném con dao dựa trong tay đi, lười biếng nói, những người này đến đây vì anh đúng không? Bọn hắn dường như đều là người Diệp Nam, không biết bọn hắn có thù oán gì với anh không? Sắc mặt Hoàng Kỳ Bân tối sầm lại, nói, là đám người điên của bang Diệp Nam hay sao? Hừ! Nhất định là nhà họ Hạ đã đến đường cùng, không có thủ đoạn nào khác, bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp này để đối phó bố tôi. Xem ra gần đây chúng ta đều nên cẩn thận hơn. Hoàng Kỳ Bân biết nhà họ Hạ rất thân thiết với bang Diệp Nam, dù sao người của bang Diệp Nam ở Tam Giác Độc vẫn có chút ảnh hưởng, nếu nhà họ Hạ muốn lấy ngọc từ Tam Giác Độc thì bọn họ đương nhiên sẽ phải cấu kết với bang Diệp Nam. Không lâu sau, Hoắc Đa cũng có mặt tại hiện trường. Hoàng Kỳ Bân nói ngắn gọn tình huống cho Hoắc Đa, Hoắc Đa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở hiện trường, không khỏi liên tục nhếch miệng, ông ta lại nhìn Tham Lang, có chút kinh ngạc, người này có lai lịch là gì, không ngờ lại lợi hại như vậy. Một người đối phó mấy chục tên côn đồ, còn giết chết hơn 20 tên. Bản thân lại không hề hấn gì. Suy cho cùng, Tham Lang cũng là một tồn tại nổi tiếng trong thế giới ngầm, trong số rất nhiều tù nhân trong nhà tù Udo. Thực lực của bản thân anh ta cũng không kém những người đứng đầu quá nhiều. Ở trong một khu vực rộng lớn như thế này, đối phó những tên tôm tép như vậy, làm sao anh có thể bị thương được? Lúc trước Tề Đằng Nhàn bị mấy chục tên côn đồ chặn trong một con hẻm và bị chém một đao, đó là do địa hình quá hẹp nên hắn không thể sử dụng nhiều kỹ năng, hơn nữa còn phải luôn bảo vệ Dương Quan Quan. Lúc sau, hắn bảo vệ Trần Ngư ở Trung Hải và chiến đấu đẫm máu ở Gò Đất Trống. Đối thủ tuy đông hơn nhưng cũng khó có thể làm hắn bị thương. Đối với một cao thủ mà nói, địa hình cũng rất quan trọng. Tham Lang này quả thực là một người lợi hại, Hoàng Kỳ Bân không khỏi thầm nghĩ trong đầu. Khi Tề Đằng Nhàn nhìn thấy toàn thân Tham Lang đều là máu, hắn không khỏi ngạc nhiên nói, anh định tắm rửa bằng máu à? Hoàng Kỳ Bân nói, cái quái gì vậy, nhà họ Hạ đã thuê đám khốn nạn của bang Diệp Nam để đối phó với tôi. Sau đó Lai Phúc đã giết hết bọn họ. Khóe miệng Tham Lang giật giật, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Kỳ Bân, người này quả thực giống y hệt như nhị đương gia, vừa rồi hô to anh Tham Lang, hiện tại đến trước mặt Tề Đằng Nhàn lại bắt đầu gọi Lai Phúc. Được rồi, Lai Phúc, anh làm rất tốt, Tề Đằng Nhàn đưa tay vỗ vỗ Tham Lang vai, sau đó có chút chán ghét lau tay vào quần áo của mình. Vẻ mặt Tham Lang cứng đờ, anh ta tức giận mà không dám nói gì. Hoàng Kỳ Bân nói, mẹ nó, anh không thấy Lai Phúc mạnh mẽ như thế nào đâu. Anh ấy chém từng tên một, khiến những tên đó kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên đất. Tham Lang hất cằm, lộ vẻ mặt kiêu ngạo, trong mắt lộ tia khinh thường, giống như đối với anh ta mà nói, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Hoàng Kỳ Bân tiếp tục nói, Lai Phúc cầm dao dựa và hét lên, Tề Bất Ngữ đúng không? Lại chém một đao, sau đó anh ta lại hét lên, Tề Đằng Nhàn đúng không? Tổng giám mục đúng không? Mỗi đao chém một tên, ai dám tiến lên sẽ bị chém ngã. Vẻ mặt của Tham Lang lập tức cứng đờ, anh ta nói, tôi không nói vậy, anh đang vu khống tôi. Tôi không nói như vậy. Hoàng Kỳ Bân nói, vừa rồi chính là anh hét lên như vậy, rất có khí thế, hô một tiếng chém một tên, thật mạnh mẽ và khí phách. Quả nhiên, Tề Đằng Nhàn lập tức bật cười sau khi nghe thấy những lời của Hoàng Kỳ Bân. Hắn nhìn Tham Lang từ trên xuống dưới rồi nói, vẫn chưa chết cái suy nghĩ đấy à? Coi những tên côn đồ thành tôi và bố tôi để chém, không tồi, anh rất giỏi chơi đùa đấy. Tham Lang đột nhiên lạnh run nói, nhị đương gia, tôi chưa từng nói những lời đó, là A Bân nghe nhầm thôi. Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy thái độ này của Tham Lang càng khâm phục Tề Đằng Nhàn hơn. Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy Tham Lang hung hãn mạnh mẽ như thế nào. Nhưng Tham Lang lại cực kỳ sợ hãi Tề Đằng Nhàn, có thể tưởng tượng được Tề Đằng Nhàn mạnh mẽ đến mức nào. Quên đi, dù sao tôi cũng không nghe thấy. Hôm nay tâm trạng của Tề Đằng Nhàn rất tốt, cũng không trách mắng Tham Lang. Điều này khiến cho Tham Lang thở phào nhẹ nhõm, anh ta nghĩ thầm A Bân này cũng là một kẻ lừa đảo, sau này không thể nói chuyện không lựa lời trước mặt anh ta, nói cách khác, nếu bị tố cáo thì ngày đó sẽ không dễ chịu lắm. Sự việc hôm nay cũng chứng minh từ một phía rằng nhà họ Hạ đã không còn đường nào có thể đi. Tổ chức quần lang tách khỏi hội Huyền Dương, khiến hội Huyền Dương không còn quân bài để đánh, những công ty trang sức đó bắt đầu chen nhau đổi tiền mặt, hội Huyền Dương cũng không thể cứu được tập đoàn Hà Thị. Trần Ngư cũng gọi cho Tề Đằng Nhàn, bảo hắn đi cùng cô ấy đến nhà họ Hà một chuyến. Tề Đằng Nhàn vui vẻ đồng ý,
dù sao nhà họ Hạ đang trong trạng thái giận dữ, nếu để Trần Ngư tự mình đến đó, hắn sẽ cảm thấy lo lắng. Hôm nay Trần Ngư mặc một bộ Âu phục thường ngày kiểu công sở, đôi chân thon dài bị ống quần rộng thùng thình che đi, khiến cho Tổng giám mục Tề cảm thấy thất vọng. Đôi tất đen và giày cao gót ngày hôm qua trông thật đẹp. Hai người cùng nhau đi đến nhà họ Hạ, lần này Hà Lạc không còn sự bình tĩnh và kiêu ngạo như trước nữa. Tổng giám đốc Hà, tôi rất thành ý đến đây, nhưng đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi đến nói chuyện với anh về vấn đề này. Trần Ngư nói thẳng vào vấn đề, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ. Cô ấy trực tiếp ngồi xuống trước mặt Hà Lạc, khoanh tay đặt trước bụng, dùng ánh mắt lạnh lùng sau mắt kính nhìn chằm chằm vào Hà Lạc khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt. Hà Lạc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất khó coi, nói, cô Trần có thể cho tôi một con đường sống có được không? Trần Ngư cười ha hả nói, lần trước tôi tới đây, mang theo thành ý nhiều hơn nhưng Tổng Giám Đốc Hạ cũng không coi trọng, hiện tại anh lại hỏi tôi cấp cho anh một con đường sống. Người muốn giết chết nhà họ Hạ các người cũng không phải là tôi. Nhà họ Hạ rơi vào tình thế cực kỳ bị động như vậy là do tập đoàn tài chính Boston ở Mỹ đột nhiên bỏ mặc bọn họ, đồng thời bọn họ đã mua một lượng lớn đá thô giá cao từ Myanmar. Những viên đá thô này không có cách nào biến thành tiền ngay, xoay vòng tài chính trở nên rối tinh rối mù. Cổ phần của tập đoàn Hạ Thị nhất định phải lấy ra, các người không giữ lại được, tôi có thể giúp cho người nhà họ Hạ các người, ít nhất trở thành một người giàu có vô âu vô lo cả đời. Trần Ngư khẽ mỉm cười nói. Tề Đằng Nhàn đứng ở một bên nhìn dáng vẻ cô ấy đàm phán với người khác, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, trong lòng không khỏi thở dài, những cô gái này quả thực rất giỏi thay đổi, có thể đổi thành mọi loại khí chất. Hà Lạc yếu ớt ngồi xuống ghế, Trần Ngư nói, bây giờ, không ai có thể bảo vệ được các người. Thị trưởng Hoàng cũng đang mài đao, anh cũng có thể tự mình nhìn thấy đúng không? Trong lòng Hà Lạc cảm thấy tuyệt vọng, nhà họ bị Tề Đằng Nhàn buộc phải rời đi. Hội Huyền Dương mà anh ta không thể không nương nhờ cũng tỏ ra bất lực. Không có cách nào khác, hiện giờ Tạ Thiên Tiều vẫn còn ở trong tay Đồ Tể. Tiền, Đồ Tể đã thu, nhưng vẫn chưa thả người ra, dù sao hiện tại nếu thả người ra, nhà họ Tạ sẽ quay đầu lại ủng hộ nhà họ Hạ, chẳng phải mọi công sức đều uổng phí hay sao? Đợi sau khi sự việc ở Hương Sơn kết thúc, người tự nhiên sẽ được thả ra. Kẻ bắt cóc cũng phải tôn trọng nhân phẩm của mình. Nếu không sau này ai dám bỏ tiền chuộc người nữa. Khi nhà họ Hạ sụp đổ, Trần Bá Hạ, đà chủ của Long Môn ở Hương Sơn, tương đương với việc bị người ta chém mất một cánh tay, mất đi một người ủng hộ tài chính quan trọng. Tiếp theo phải động đến ông ta cũng dễ hơn nhiều lắm. Tổng Giám Đốc Hà, anh không có lựa chọn nào khác. Ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình đi, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách anh đã đứng sai phía. Tề Đằng Nhàn cười nói. Tốt nhất là anh nên bóp chết những suy nghĩ nguy hiểm đó trong đầu của anh đi, nếu không chưa chắc anh đã đạt được kết quả tốt đâu. Có sự tồn tại của một người mạnh mẽ như Tề Đằng Nhàn, không ai có thể dễ dàng sử dụng những thủ đoạn không bình thường đó. Suy cho cùng, danh tiếng mà hắn có được là nhờ đánh thật giết thật tạo nên, không ai muốn trở thành mục tiêu của hắn. Hà Lạc thở dài nói, được rồi, cô Trần, chúng ta nói chuyện mua lại cổ phần đi. Trần Ngư cười nói, được. Không mất quá nhiều thời gian, Trần Ngư đã đàm phán các điều khoản với Hà Lạc, Tề Đằng Nhàn không còn hứng thú tiếp tục tham gia. Sau khi ra khỏi nhà Hạ, Trần Ngư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ưu tiên hàng đầu của cô ấy khi đến Tương Sơn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Việc này cuối cùng cũng xong, sau khi tiếp quản tập đoàn Hà Thị, triển vọng phát triển của trang sức Trần Thị chúng tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Ngư vui vẻ nói, nụ cười nở trên môi, bước đi rất thoải mái. Có phải cô nên cảm ơn tôi không, mời tôi một bữa, để tôi sờ chân của cô hay gì đó? Tề Đằng Nhàn không biết xấu hổ mở miệng hỏi. Trần Ngư nói, được được được, chân cho anh, mau tới sờ đi. Tề Đằng Nhàn bĩu môi, mặc Âu phục quần dài, không có cảm giác gì, cô ấy phải thay lại bộ trang phục mặc ngày hôm qua mới được. Hay là chúng ta cùng đi xem phim nhé? Tôi mời khách, tâm trạng của Trần Ngư dường như rất tốt. Tất nhiên. Tề Đằng Nhàn rất vui khi được đi xem phim cùng với Trần Ngư, dù sao thì khi đèn trong rạp vừa tắt, nam chính và nữ chính trong bộ phim xuất hiện cảnh nóng, chẳng phải sẽ xảy ra một chút chuyện xưa. Vào ban ngày rõ ràng không có nhiều người đến xem phim, buổi xem phim này rất vắng vẻ, không có nhiều người. Sau khi Trần Ngư đi vào phòng chiếu phim, một lúc sau cô ấy ngồi thẳng dậy và xem kỹ bộ phim của Tom Cruise này,
dường như tất cả phụ nữ ưu tú đều không thể từ chối khí chất và ngoại hình của Tom Cruise. Tề Đăng Nhàn cảm thấy xem phim với Trần Ngư còn tệ hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn xem phim với Lý Vân Uyển, bầu không khí hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một âm thanh kỳ quái, hắn không khỏi hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh, ở hàng ghế sau kia, có một đôi tình nhân đang ân ái. Cô nhìn về phía sau kia, Tề Đăng Nhàn thấp giọng nói với Trần Ngư. Trần Ngọc vừa nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng quay đầu lại nói, ở nơi công cộng thế này mà táo bạo quá. Này, đừng quay đầu lại nữa, để người ta phát hiện thì xấu hổ quá. Chỉ cần tôi không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác. Tề Đăng Nhàn nói. Nếu Trần Ngư không có ở đây, với tính cách phá hoại của mình, có lẽ hắn sẽ ôm bịch bỏng ngô ngồi xuống cạnh đôi tình nhân mà quan sát. Trần Ngư thậm chí còn không tập trung xem phần còn lại của bộ phim, trong đầu của cô ấy đều là tư thế không rõ ràng của cặp đôi kia. Sau khi bộ phim kết thúc, Trần Ngư thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, trong lòng cô ấy luôn có một cảm giác mơ hồ, khiến toàn thân cô ấy có chút khó chịu. Cô thật đáng thương, cô đang yêu rồi. Tề Đăng Nhàn không khỏi bật cười. Hừ. Đối mặt với lời trêu chọc của Tề Đăng Nhàn, Trần Ngư chỉ khịt mũi khinh thường. Tề Đăng Nhàn lộ vẻ mặt trêu chọc, hắn hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Trần Ngư, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hai người đang đi dạo bên ngoài thì tình cờ gặp Quý Khải, tay cầm một chiếc cốc nhựa lớn, bên trong chứa đầy dưa đỏ, cùng với một người đẹp ăn mặc nóng bỏng vừa nói vừa cười đi vào bên trong. A, Tổng Giám Mục Tề, cô Trần, chào hai người. Quý Khải nhìn thấy Tề Đăng Nhàn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng chào hỏi. Nếu anh ta không kịp chào hỏi, rất có thể Tề Đăng Nhàn sẽ tìm lý do tố cáo anh ta vô lễ, sau đó cố ý gây phiền phức. Tề Đăng Nhàn nhìn Quý Khải nói, cậu chủ Khải, anh đang đi hẹn hò. Thật trùng hợp, ha ha ha. Quý Khải ngượng ngùng cười cười, nói, đúng vậy, đúng vậy. Anh ta có chút khẩn trương, vô thức đưa cốc dưa đỏ trong tay ra rồi nói, anh có muốn ăn thử không? Dưa đỏ tôi vừa mới mua ở bên ngoài, rất tươi ngon. Tề Đăng Nhàn liếc nhìn anh ta rồi hỏi, dưa của anh đã chín chưa? À! Quý Khải ngẩn người, hắn có ý gì? Tề Đăng Nhàn nói, tôi hỏi anh, quả dưa này đã chín chưa? Trần Ngư dở khóc dở cười, kéo Tề Đăng Nhàn trực tiếp đi ra ngoài, nói, cậu chủ Khải, anh đừng để ý đến người bị bệnh thần kinh này. Chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại. Quý Khải nhìn thấy Trần Ngư bị kéo đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người bạn gái ở bên cạnh anh ta cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao cô ta có cảm giác khi Quý Khải đối mặt với người thanh niên này lại có chút lo lắng. Ở trong khu vực Hương Sơn này, có người có thể khiến cho cậu chủ nhà họ Quý phải kiêng kỵ như vậy sao? Quả thực là không thể tin được. Nhìn xem anh khiến cho Quý Khải sợ hãi như thế nào kìa, nói thế nào thì hiện tại nhà họ Quý cũng là đối tác của tôi, anh có thể đừng thiếu đạo đức như vậy được không? Trần Ngư tức giận véo cánh tay Tề Đăng Nhàn rồi nói. Tôi chỉ hỏi anh ta là dưa đã chín chưa, có gì phải sợ. Tề Đăng Nhàn vui vẻ cười. Vừa rồi hắn chỉ trêu đùa Quý Khải một chút mà thôi, tuy rằng hiện tại hắn thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức phải phát điên như vậy. Trần Ngư lắc lắc đầu, mặc dù nhà họ Quý hiện tại đã đạt được quan hệ hợp tác với cô ấy, nhưng cái bóng tâm lý mà Tề Đăng Nhàn để lại đối với nhà họ Quý vẫn quá sâu sắc. Trần Ngư hỏi, khi nào thì anh dọn dẹp Trần Bá Hạ? Nếu không có sự giúp đỡ của tập đoàn Hà Thị, ông ta chỉ là người không nơi nương tựa mà thôi. Tề Đăng Nhàn nói, việc này nhất định phải do Tổng bộ Long Môn làm. Dù sao bọn họ cũng đang tìm cách làm chuyện này, tôi chỉ cần bảo đảm Hứa Trường Ca có thể đắc lợi, trở thành đà chủ của Long Môn ở Hương Sơn. Trần Ngư nói, Hứa Trường Ca không phải người nổi bật. Nếu ông ấy muốn trở thành đà chủ của Long Môn, có lẽ khó có thể khiến cho mọi người đồng ý. Tề Đăng Nhàn cười nói, việc này thì có liên quan gì? Đến lúc đó, tôi sẽ để thị trưởng Hoàng, nhà họ Lôi và nhà họ Quý đứng ra ủng hộ ông ấy, ai sẽ phản đối? Nghe xong những lời này, Trần Ngư cảm thấy có thể làm được, dù sao Hương Sơn cũng chỉ lớn như vậy, được hai gia tộc đứng đầu đều ủng hộ ông ấy ngồi vào vị trí đó, người khác phản đối thì có tác dụng gì? Năng lực của bọn họ lớn hơn những người này hay sao? Trong lòng cô ấy không khỏi khâm phục Tề Đăng Nhàn. Hắn mới đến Hương Sơn trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã khiến thế cục ở nơi này hoàn toàn đảo lộn.
sau khi lựa chọn đà chủ của Long Môn ở Hương Sơn xong, chỉ dựa vào một mình Mạnh Thiên Sinh cũng không thể gây ra rắc rối gì nữa. Bước tiếp theo là đến thành phố Kinh Đảo tìm nhà họ Diệp đòi nợ. Lũ khốn kiếp đó đã làm nổ tung chiếc Ferrari của tôi khi ở Thượng Hải. Phải cho bọn họ biết sợ lợi hại của tôi, Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói. Kinh Đảo và Hương Sơn ở hai bên bờ biển, ngồi thuyền đi qua có thể nhanh chóng đến nơi. Trần Ngư cười như không cười nói, nhà họ Diệp là một gia tộc thổ phỉ, năm đó bọn họ dựa vào việc cướp bóc ở Hương Sơn mời thành lập gia tộc, bọn họ cũng không sợ đối cứng với anh. Tề Đằng Nhàn từ chối cho ý kiến, nhà họ Diệp quả thực rất hùng mạnh, hơn nữa cổ tay cũng rất cứng, tuy nhiên hắn không sợ những điều này. Hắn lớn lên từ nhỏ ở giữa những kẻ độc ác, dù nhà họ Diệp có ác độc đến đâu thì ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù có hung dữ đến mức nào, liệu có thể so sánh với một kẻ cả ngày chỉ nghĩ đến việc chơi đùa với xác chết và làm ra những tác phẩm nghệ thuật? Dù có ác đến mức nào thì liệu có thể so sánh với tham lang hay không? Đến thời điểm đó, tôi cũng sẽ đứng ra ủng hộ Hứa Trường Ca. Mặc dù nhà họ Trần chỉ còn có ít ảnh hưởng ở Hương Sơn nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Trần Ngư cười nói, còn một điều nữa là, khi nào có thời gian thì anh hãy quay về Nam Dương một chuyến, những gì Từ Ngạo Tuyết đang làm ngày càng đi quá giới hạn. Hôm qua, có một thế lực vũ trang không rõ danh tính đã tấn công nhà máy thuộc sở hữu của nhà họ Trần chúng tôi. Tề Đằng Nhàn sửng sốt khi nghe thấy những lời này, Từ Ngạo Tuyết lớn gan đến như vậy. Không ngờ dám sai người chống đối các người. Trần Ngư thản nhiên nói, cô ấy không phải là người an phận, từ lâu cô ấy đã nhìn thấy trong nội bộ nhà họ Trần chúng tôi bất hòa, có lẽ cô ấy đã cấu kết với người của hai gia tộc khác. Nếu không, lá gan cô ấy sẽ không lớn như vậy. Tề Đằng Nhàn không khỏi nhíu mày nói, xem ra thực sự cần phải xử lý cô ấy. Cô ấy đã xúi giục quân phiệt tống tiền nhà thờ của tôi, sau đó lại tấn công nhà máy của cô. Chậc, đợi khi nào tôi đến Nam Dương, tôi sẽ khiến cô ấy phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Nói xong hắn trực tiếp lấy điện thoại ra, đi sang một bên gọi cho Từ Ngạo Tuyết. Khi Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy cuộc gọi của Tề Đằng Nhàn, cô ta không khỏi có chút kinh ngạc, tên khốn nạn này lại nhớ ra gọi điện cho cô ta hay sao? Kể từ lần cuối cùng chia tay ở Hương Sơn, hai người không có liên lạc gì, thậm chí cô ta còn hả hê cho rằng cái tên khủng bố Tề Đằng Nhàn này chưa biết chừng đã bị tiêu diệt rồi. Mãi cho đến sau này, khi cô ta đọc được tin tức và phát hiện ra rằng hắn đột nhiên trở thành tổng giám mục khu vực phía nam của Thánh giáo, Từ Ngạo Tuyết kinh ngạc đến mức suýt rớt hàm. Người yêu cũ, gần đây có phải cô có hơi quá đáng hay không? Tề Đằng Nhàn mỉm cười hỏi. Tổng giám mục Tề, anh đang nói cái gì vậy? Mặc dù chúng ta có chút quan hệ cá nhân nhưng cũng liên quan gì đến anh, đúng không? Từ Ngạo Tuyết cười lạnh đáp lại. Cô xúi giục đám quân phiệt đến nhà thờ của tôi để thu tiền bảo kê, sau đó âm thầm nhắm vào Trần Ngư. Đây có phải là cách cô trả ơn cho sự tin tưởng của tôi đối với cô hay không? Tề Đằng Nhàn hỏi. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh nói, tại sao tôi phải trả ơn cho anh? Hơn nữa, tại sao anh lại tin tưởng tôi? Đúng là một kẻ lố bịch. Tề Đằng Nhàn tức giận nói, qua cầu rút ván đúng không? Cô có tin hay không, tôi sẽ lập tức cắt đứt mọi nguồn thuốc của cô. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh nói, chỉ cần người buôn ma túy ở Hương Sơn chịu bồi thường số tiền gấp 10 lần, cắt đứt cũng không sao cả. Tề Đằng Nhàn không khỏi có chút tức giận, xem ra trong thời gian ở Hương Sơn, Từ Ngạo Tuyết được dạy bảo quá ít nên bây giờ cô ta mới nhảy nhót vui vẻ như vậy. Cô nhớ kỹ cho tôi, xem sau này tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Tề Đằng Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đến đây, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh đáp lại, cực kỳ kiêu ngạo. Nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Từ Ngạo Tuyết, Tề Đằng Nhàn tức không có chỗ phát tiết, hắn thậm chí còn muốn mua vé máy bay bay đến Nam Dương ngay lập tức để cho cô ta một điều bất ngờ. Tề Đằng Nhàn cúp điện thoại, được rồi, cô ta cứ kiêu ngạo đi, hắn phái cô ta đến Nam Dương, hiện tại đã phát triển nên không để hắn vào trong mắt. Như thế nào? Nhìn vẻ mặt của anh hình như là bị kích thích. Có muốn đi Nam Dương xử lý cô ấy hay không? Tôi sẽ sắp xếp một chiếc máy bay cho anh. Trần Ngư là một người có tính tình sợ thế giới không hỗn loạn, khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tề Đằng Nhàn, cô ấy kích động đổ thêm dầu vào lửa. Tề Đằng Nhàn tức giận vung tay vỗ một phát vào mông cô ấy, phát ra âm thanh giòn tan, sau đó hắn ngẩn người, Trần Ngư cũng ngẩn người. Một lúc sau, Trần Ngư tỉnh táo lại, duỗi tay ra, dương nanh múa vuốt xông lên,
tức giận nói, tôi sẽ bóp chết anh. Tề Đằng Nhàn biết mình sai nên đương nhiên muốn bỏ chạy, hắn quay người lại, sải những bước dài lập tức chạy ra ngoài. Trần Ngư đương nhiên không đuổi kịp hắn, trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, cô ấy đột nhiên nổi giận, sau đó nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói, dám vỗ mông tôi. Tên chết tiệt này càng ngày càng được đà lấn tới. Vừa lúc nên tách khỏi cô ấy, buổi chiều đến chỗ em gái Cao Kiều ăn tối và gặp mẹ cô ấy. Tề Đằng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự khó chịu mà từ Ngạo Tuyết gây ra vẫn khiến cho hắn cảm thấy bực bội. Nghĩ đến đây, Tề Đằng Nhàn đi đến siêu thị mua quà, đây là lần đầu tiên gặp người lớn, không thể đi tay không. Khi đang mua sắm trong siêu thị, hắn không khỏi nghĩ đến cảm giác ngây ngất của cái bàn tay vừa rồi. Rất co giãn. Này, em gái Cao Kiều kia đúng là người lắm lời. Hy vọng mẹ cô ấy không có tính cách như vậy, nếu không hai người bọn họ có thể khiến đầu mình nổ tung mất. Tề Đằng Nhàn nghĩ ngợi, cảm thấy rất buồn cười. Giang Khuynh Nguyệt rõ ràng có tính cách của một nữ thần lạnh lùng, nhưng miệng cô ấy rất lắm miệng, nói quá nhiều. Cũng không biết tại sao lại như vậy, đó là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng thú vị. Sau khi mua tổ yến và mấy hộp quà, Tề Đằng Nhàn đi thẳng đến nhà của Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi ra mở cửa cho Tề Đằng Nhàn, bộ quần áo có in nhân vật phim hoạt hình, mặc vào khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Đến đây, Giang Khuynh Nguyệt cười vui vẻ, vươn tay nhận lấy món quà trong tay Tề Đằng Nhàn, đến đây, xem anh mua quà gì nào. Dù sao cũng không phải dành cho cô, Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói. Nụ cười của Giang Khuynh Nguyệt cứng đờ, đây có phải là người đàn ông suốt ngày tự nhận mình có IQ cao? IQ cao mà như thế này. Mẹ cô ta là Lý Nguyệt Mai nghe thấy tiếng huyên náo, bèn đi ra ngoài cửa rồi cười nói, cháu là Tề Đằng Nhàn mà con gái gì thường nhắc đến phải không? Cháu quả thực là một người tuấn tú lịch sự. Lý Nguyệt Mai là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khóe mắt đã có rất nhiều vết chân chim nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng ra được bà ấy cũng là một nữ thần làm đàn ông thần hồn điên đảo khi còn trẻ. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Mai hiện tại nhìn có chút yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm. Xin chào dì, cháu là Tề Đằng Nhàn. Dưới sự giúp đỡ của Giang Khuynh Nguyệt, Tề Đằng Nhàn xỏ dép đi vào trong nhà. Giang Khuynh Nguyệt trực tiếp vươn tay ra ôm lấy cánh tay hắn, nói, mẹ nhìn xem, mẹ có hài lòng với người bạn trai con tìm được hay không? Hừ, sao mẹ dám nghi ngờ ánh mắt của con gái mình? Khóe miệng Tề Đăng Tiên giật giật, hắn nói bao nhiêu lần, là bạn trai cũ. Tuy nhiên, hôm nay nể mặt người lớn, hắn sẽ không vạch trần một người phụ nữ hư vinh như cô ta. Lý Nguyệt Mai biết rằng bà ấy có thể có được nguồn tài nguyên chữa bệnh tốt như vậy ở Đức tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Tề Đằng Nhàn, vì vậy bà ấy rất cảm kích, lại nhìn thấy chàng trai trẻ thực sự là không tồi, nên cũng cảm thấy mỹ mãn. Sức khỏe của dì đã tốt hơn nhiều chưa? Cháu thấy sắc mặt của dì vẫn hơi kém, dì nên nghiêm túc tĩnh dưỡng. Sau khi Tề Đằng Nhàn ngồi xuống, hắn bắt đầu trò chuyện với Lý Nguyệt Mai. Nói ra thì dì phải cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, e rằng bây giờ dì đã đi rồi, không biết tương lai của Khuynh Nguyệt sẽ như thế nào. Lý Nguyệt Mai thở dài. Khi nói ra những lời này, bà ấy có cảm giác mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, kinh qua bao nhiêu gian khổ. Tề Đằng Nhàn cười nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, dì đừng để trong lòng, nếu gặp phải chuyện bất bình như vậy, hễ là người có năng lực sẽ ra tay giúp đỡ. Lý Nguyệt Mai nói, cháu và Tiểu Nguyệt có tình cảm tốt như vậy, cháu dự định khi nào thì kết hôn. Đời này của dì cũng không có gì đáng mong đợi, điều duy nhất dì muốn nhìn thấy chính là Tiểu Nguyệt lập gia đình. Khuôn mặt của Giang Thanh Nguyệt không khỏi đỏ lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Đằng Nhàn, ánh mắt chỉ có thể miêu tả là ẩn chứa tình cảm, tràn đầy háo hức chờ mong. Với tư cách là một người đàn ông ấm áp, Tề Đằng Nhàn đương nhiên gặp biến không hề sợ hãi, hắn đã trải qua tình huống này vô số lần. Vì vậy, hắn bình tĩnh mỉm cười nói, em gái Cao Kiều hiện đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp và đang trong giai đoạn tăng số lượng người hâm mộ. Việc công khai chuyện tình cảm quá sớm sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Đúng là cháu có thể dùng năng lực của mình để cô ấy sống một cuộc sống vô âu vô lo, nhưng cháu càng muốn cô ấy tìm thấy giá trị cuộc sống của bản thân mình. Mấy năm nay cô ấy đã quá mệt mỏi, để cô ấy theo đuổi lý tưởng của bản thân mình cũng là một chuyện tốt. Lý Nguyệt Mai cười nói, cho nên hiện tại cháu không muốn kết hôn với Tiểu Nguyệt. Tề Đằng Nhàn nói, đương nhiên là không phải,
cháu có thể kết hôn bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Đúng không, em gái Cao Kiều? À. Anh nói đúng. Giang Khuynh Nguyệt ngẩn người, sau đó vội vàng đáp lại, nhưng giọng nói của cô ấy lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngoài miệng nói là bạn trai và bạn gái, nhưng giữa hai người chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân mật như người yêu một lần nào, cùng lắm là sau khi kết thúc bữa tiệc của nhà họ Quý ngày hôm đó, Giang Khuynh Nguyệt đã hôn nhẹ lên mặt hắn một cái, chỉ vậy thôi. Lý Nguyệt Mai nhìn Giang Khuynh Nguyệt rồi cười nói, dì nghĩ sự nghiệp có thể gác sang một bên. Thành ra lập nghiệp, phải lập gia đình trước sau đó mới lo cho sự nghiệp, không bằng chọn một ngày trong tương lai gần để kết hôn. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng nói, mẹ, con không biết tại sao mẹ lại sốt ruột như vậy. Con mới bước ra bước đầu tiên vào giới giải trí, mẹ đợi con làm ra chút thành tựu nào đó đã. Chuyện này không cần phải sốt ruột, hơn nữa, con và anh ấy cũng cần phải bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên, Giang Khuynh Nguyệt biết rất rõ rằng Tề Đằng Nhàn nói đồng ý chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi, nếu thực sự bị ép kết hôn, hắn chắc chắn sẽ biến mất. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người căn bản chưa đến mức đó, bọn họ thậm chí còn không tính là bạn trai và bạn gái thực sự, chỉ có thể nói là mơ hồ mà thôi. Hả, không phải con nói tình cảm của các con rất tốt hay sao? Lý Nguyệt Mai nhìn Giang Khuynh Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén rồi hỏi. Giang Khuynh Nguyệt khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi nói, mẹ đừng lo lắng về việc này nữa, nhanh đi nấu cơm cho chúng con đi. Không phải mẹ nói hôm nay mẹ sẽ làm món sườn chua ngọt mà con thích hay sao? Lý Duyệt Mai bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cơm, bà ấy còn hỏi Tề Đằng Nhàn thích ăn gì. Hừ, cuối cùng cũng đánh lừa được, Giang Thanh Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn cảm thấy khó hiểu. Cô gái này bị thần kinh hay sao? Mình cũng không trêu chọc gì cô ấy. Trong thời gian chờ đợi bữa cơm, Giang Khuynh Nguyệt ngồi trò chuyện với Tề Đằng Nhàn, nhân tiện còn lấy ra một cuốn album ảnh thời sinh viên cho hắn xem. Hóa ra em gái Cao Kiều thời đi học đã có thể đánh bại hầu hết các chàng trai về mặt chiều cao. Anh không thích tôi chút nào à? Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên hỏi. Tề Đằng Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy em gái Cao Kiều đang nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận. Trông giống như một người phụ nữ oán giận vì bị một người đàn ông bỏ rơi. Tề Đằng Nhàn hỏi, mặc dù cô có chút thô lỗ, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, vì sao cô lại nghĩ như vậy? Giang Khuynh Nguyệt hừ lạnh nói, xem ra là do EQ của anh quả thực rất thấp, là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Sắc mặt của Tề Đằng Nhàn không khỏi tối sầm lại, EQ thấp nghĩa là gì? Trước kia EQ của hắn tương đối thấp, bây giờ đã rất cao rồi. Ít nhất có thể treo cô lên đánh mà không có vấn đề gì. Bọn họ cùng đi ăn một bữa cơm, ngay cả người phục vụ cũng cảm thấy em gái Cao Kiều có EQ thấp, bây giờ lại có mặt mũi chỉ trích mình. Hắn vẫn còn nhớ khi hắn nói rằng em gái Cao Kiều có EQ thấp, người phục vụ đã nói à, đúng, đúng, đúng để phụ họa. Tề Đằng Nhàn còn chưa kịp nói gì, Giang Khuynh Nguyệt đã vươn tay ôm lấy cổ hắn, cả người dựa vào bên cạnh cười nói, vậy anh có thích tôi không? Tề Đằng Nhàn nói, thích chứ, cô xinh đẹp và có đôi chân dài, tại sao tôi lại không thích? Giang Khuynh Nguyệt vừa muốn mở miệng, Tề Đằng Nhàn tùy ý nói, nhưng EQ của cô quá thấp, ở chung với cô chỉ sợ sẽ tức chết. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Đòn trả đũa này khiến cho Giang Khuynh Nguyệt sững sờ. Có một loại EQ thấp gọi là tôi nghĩ mình có EQ cao. Giang Khuynh Nguyệt oán hận nói. Cô tự hiểu lấy mình là tốt rồi. Về sau cố gắng sửa chữa. Tề Đằng Nhàn cười nói, trên mặt lộ vẻ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Giang Khuynh Nguyệt lại sửng sốt, mũi gần như lệch đi vì tức giận, cô ấy khẽ hét một tiếng, há miệng cắn một cái. Lần này, cô ấy cắn vào mũi Tề Đằng Nhàn khiến Tề Đằng Nhàn cảm thấy đau đớn, giật mình đến mức vô thức sử dụng chiêu thức hùng kê đầu vũ. Hùng kê đầu vũ là một chiêu thức không có lực sát thương, nhưng đối với loại cao thủ có cấp bậc như Tề Đằng Nhàn mà nói. Dùng một chút lực là có thể xuyên thấu toàn thân, một cô gái mềm yếu như Giang Thanh Nguyệt làm sao có thể chịu được. Cô ấy trực tiếp bay ra ngoài, ngã oạch xuống đất, đau đến mức kêu lên một tiếng, nước mắt chảy ra. À, thật xin lỗi. Tề Đằng Nhàn vội vàng thở dài, đi tới đỡ Giang Khuynh Nguyệt từ dưới đất đứng lên. Ôi, đau chết mất, Giang Khuynh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, à. Eo của tôi, tên khốn này, không ngờ anh dám đánh tôi. Anh có phải là đàn ông hay không? Ai bảo cô cắn tôi trước?
Tôi tốt bụng giúp cô đứng dậy mà cô còn trả đũa tôi. Tề Đằng Nhàn tức giận nói. Giang Khuynh Nguyệt thậm chí có suy nghĩ muốn giết hắn, đồng thời không khỏi thầm hận chính mình không có ánh mắt, sao có thể yêu một tên khốn nạn như vậy. Tề Đằng Nhàn đỡ cô ấy ngồi xuống rồi nói, đừng cử động, tôi giúp cô xem có vết thương nào không. Vừa nói chuyện, hắn vừa vén quần áo của đối phương lên, đưa tay vào, chạm vào vòng eo thon gọn mềm mại của cô ấy. Em gái cao kiều cũng lớn lên trong một gia đình giàu có, được sống an nhàn sung sướng, làn da nhẵn nhụi và mềm mại, đầu ngón tay vừa chạm vào, Tề Băng Hiên đã cảm thấy trong lòng có một loại hưng phấn dâng lên. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, cảm giác thân thể mềm nhũn, anh cố ý đúng không? Không, người luyện võ chúng tôi rất nhiều thời điểm thường thực hiện một số động tác theo bản năng, nếu tôi cố ý, mấy người sẽ trực tiếp đi mất. Tề Đằng Nhàn xoa bóp eo cô ấy, ám kình nhẹ nhàng xuyên vào, thả lỏng cơ bắp, kích hoạt tuần hoàn máu. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được rên rỉ một tiếng, cơ thể cô ấy đột nhiên căng cứng, đôi chân dài không khỏi duỗi thẳng, các ngón chân cũng cuộn lại thật chặt. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy dáng vẻ và biểu cảm của cô ấy, không khỏi sửng sốt, dáng vẻ này. Giống hệt người vợ tài phiệt xinh đẹp thời điểm rốt cuộc. Thân thể Giang Khuynh Nguyệt mềm nhũn. Cô ấy trực tiếp dựa vào trong ngực tổng giám mục Tề, mũi thở phì phó, tức giận nói, anh đang làm gì vậy? Tôi vừa mới sử dụng một phương pháp đặc biệt để giúp cô thả lỏng cơ thể mà thôi. Phản ứng vừa rồi của cô là... Ồ! Tôi hiểu rồi, người thường không thể chạm vào eo của cô đúng không? Trong lúc nói chuyện, tay của hắn lại dùng thêm chút lực, phản ứng của Giang Thanh Nguyệt quả nhiên rất lớn, cô ấy thở phì phò, vươn tay vòng ra sau cổ hắn. Hai người đang làm gì thế? Lý Nguyệt Mai lúc này xuất hiện ở cửa phòng, ngạc nhiên nhìn hai người. Giang Khuynh Nguyệt giật mình, vội vàng đứng dậy và nói, à, mẹ. Không có gì đâu, vừa rồi con cảm thấy hơi đau lưng, anh ấy chỉ xoa bóp giúp con mà thôi. Tề Đằng Nhàn cũng cười ngượng ngùng, sau khi phát hiện ra bí mật của em gái cao kiều, hắn làm vậy thật ra là có ý định trêu chọc người ta mà thôi. Lý Nguyệt Mai ho khan nói. Người trẻ tuổi nên ý tứ hơn. Nói xong lời này, bà ấy lại quay người rời đi. À, mẹ tôi nhất định sẽ hiểu lầm, tôi nhất định phải bóp chết anh. Giang Khuynh Nguyệt bóp cổ Tề Đằng Nhàn, lắc lắc đầu hắn. Có hiểu lầm gì sao? Không phải cô đã nói với bà ấy rằng chúng ta là bạn trai bạn gái hay sao? Tề Đằng Nhàn rất bình tĩnh, lắc đầu từ bên này sang bên kia. Giang Khuynh Nguyệt nghe xong, không khỏi giật mình. Cảm thấy lời này dường như có lý, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô ấy lại phải chịu thiệt thòi lớn, lại xấu hổ hơn. Giang Khuynh Nguyệt nhìn Tề Đằng Nhàn, mím môi nghiến răng nói, vậy, rốt cuộc anh có muốn làm bạn trai của tôi hay không? Khi cô ấy nói lời này, mặt cô ấy đỏ lên như thể bị dính mực đỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Tề Đằng Nhàn há hốc mồm nhìn Giang Khuynh Nguyệt, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt nói. Biểu cảm của anh là như thế nào vậy? Trả lời tôi đi. Tề Đằng Nhàn dùng ngón tay cầm hoa lan, quay người lại, ngượng ngùng nói, em gái cao kiều đáng ghét quá, em không thể dè dặt hơn được sao? Khiến cho người ta ngượng quá. Giang Khuynh Nguyệt muốn đánh chết người đàn ông hôi hám miệng trơn như bôi mỡ này. Tề Đằng Nhàn nói, cô không thích sao? Bởi vì có người nói tôi giả làm tổng tài bá đạo độc đoán sẽ không có tác dụng, nên tôi muốn thử con đường sủng vợ. Giang Khuynh Nguyệt tức giận quay đầu lại, anh không hề muốn nên mới cố ý nói bậy đúng không? Tề Đằng Nhàn khôi phục trạng thái bình thường, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Thanh Nguyệt, nói, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng trước, lần này em không thể tùy tiện nói chia tay với anh được. Giang Khuynh Nguyệt khịt mũi nói, chỉ cần anh đối xử tốt với em và không tán tỉnh những người phụ nữ khác, tôi đương nhiên sẽ không làm vậy. Tề Đằng Nhàn nói, đó là đương nhiên. Từ nay về sau anh chỉ có em làm bạn gái của anh. Vừa nói, hắn vừa thầm nghĩ trong lòng, Tôn phu nhân là phú bà bao nuôi mình, Từ Ngạo Tuyết là người tình cũ, Trần Ngư là một người bạn tốt, Hướng Đông Tình là ông chủ lớn của mình, Vân Uyển là giáo viên dạy lái xe, Quan Quan là thư ký, Kiều Thu Mộng là vợ cũ, Eva là người đại diện của mình. Ồ, mình thật sự chỉ có Cao Mỹ làm bạn gái. Người đàn ông tình cảm như mình cũng thật khó tìm. Bạn gái được chỉ định duy nhất của Tề Đằng Nhàn là Giang Khuynh Nguyệt, một ngôi sao điện ảnh thế hệ mới của Hương Sơn, người được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố.
Em gái Cao Kiều có tâm tư đơn thuần không biết rằng trong bụng họ Tề có rất nhiều thứ ngoằn ngoèo lắt léo. Hơn nữa, hiện tại cô ấy thậm chí còn đang rất hạnh phúc, mối quan hệ mà cô ấy vẫn luôn mong đợi cuối cùng cũng đã có kết quả. Vậy bây giờ chúng ta chính thức có quan hệ bạn trai và bạn gái. Từ giờ trở đi, anh chỉ có một mình em là bạn gái. Giang Khuynh Nguyệt giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói với Tề Đằng Nhàn. Bây giờ chúng ta đã trở thành bạn trai và bạn gái, vậy anh phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người bạn trai. Ví dụ như vào những ngày lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt, anh phải chuẩn bị quà cho em. Đương nhiên, em cũng sẽ chuẩn bị cho anh. Còn nữa, nếu em bận quay phim quá thì anh phải nhớ đến thăm em. Thêm nữa, bla 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 bla. Tề Đằng Nhàn nghe vào tai trái ra tai phải, đợi em gái Cao Kiều nói xong, hắn không nhớ kỹ một câu nào cả. Cũng may là sau đó Lý Nguyệt Mai gọi hai người ra ăn cơm. Em gái Cao Kiều này nói nhiều quá, nếu thật sự lấy cô ấy về làm vợ, tai mình sẽ chai sạn mất. Mẹ cô ấy khá tốt bụng, hiền lành, dễ gần, cũng không nói nhiều, không biết cái tật nói nhiều của cô ấy là học từ ai. Tề Đằng Nhàn không khỏi thầm cười khổ trong lòng, vừa âm thầm phàn nàn về bạn gái của mình, vừa trả lời những câu hỏi của Lý Nguyệt Mai. Giang Khuynh Nguyệt vui vẻ gắp đồ ăn cho Tề Đằng Nhàn, Lý Nguyệt Mai ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm gật đầu, dường như mối quan hệ giữa hai người không có vấn đề gì. Bà ấy đâu biết rằng hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ này. Ăn tối xong, Giang Khuynh Nguyệt kéo Tề Đằng Nhàn ra ngoài đi dạo, hiện tại cô ấy cũng được coi là người nổi tiếng nên phải cải trang một chút để tránh bị các tay săn ảnh phát hiện. Tề Đằng Nhàn đương nhiên cũng không muốn thấy chuyện xấu của hai người họ xuất hiện trên tin tức, nếu điều đó xảy ra, đó sẽ không phải là địa ngục, mà là một cuộc hành quyết công khai. May mắn thay, khi Giang Khuynh Nguyệt không đi giày cao gót thì chiều cao của cô ấy cũng không quá bắt mắt. Em gái Cao Kiều, em có thể nói cho anh biết tại sao khi em nói chuyện là em không thể ngừng nói được không? Tề Đằng Nhàn hỏi. Anh chê em nói nhiều. Sắc mặt Giang Khuynh Nguyệt thay đổi, lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Tề Đằng Nhàn cười lớn, lập tức phủ nhận, anh chỉ là tò mò thôi. Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp em, ấn tượng đầu tiên của anh về em là có chút lạnh lùng. Giang Khuynh Nguyệt thở ra một hơi, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ cuộc sống bị áp lực, không tìm được người để trò chuyện, cho nên có đôi khi vừa mở miệng là không ngừng nói chuyện. Bình thường em cũng không nói nhiều lắm, cũng chỉ có thời điểm ở cùng một chỗ với anh, em mới không nhịn được muốn nói nhiều. Tề Đằng Nhàn mỉm cười, vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhau ở Ma Đô, ấn tượng đầu tiên mà Giang Khuynh Nguyệt cấp cho hắn là một nữ thần lạnh lùng, giỏi tính toán và có đầu óc rất tốt. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, hắn lại phát hiện ra tính cách của cô ấy thực ra khá hiền lành, không hề khôn ngoan, lại nói rất nhiều, tuy rằng đôi khi có dỗi hờn nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Hai người đang đi, đột nhiên có người gọi lại, Giang Khuynh Nguyệt vừa nghe thấy giọng nói kia lập tức hoảng sợ nói. Nguy rồi, là người trong đoàn làm phim. Tề Đằng Nhàn hỏi, là người trong đoàn làm phim thì sao? Ra ngoài đi dạo còn sợ chuyện này. Giang Khuynh Nguyệt thấp giọng nói, không phải, hôm nay đoàn làm phim mời người của điện ảnh Long Môn đi ăn tối. Em nói rằng em thấy không khỏe nên sẽ không đi tiếp khách. Lúc này nếu bọn họ nhìn thấy em đang đi dạo với anh, chắc chắn họ sẽ biết em nói dối. Điện ảnh Long Môn là một sản nghiệp thuộc sở hữu của Long Môn Hương Sơn. Bọn họ kiểm soát gần 30-40% số lượng rạp chiếu phim ở Hương Sơn. Gần như bộ phim nào muốn ra mắt cũng cần phải thiết lập mối quan hệ tốt với họ từ trước, nếu không lịch chiếu phim sẽ không được sắp xếp thời gian tốt, thậm chí còn có thể trực tiếp dùng vé giả để lấy tiền từ hãng phim đen. Cô Giang, không phải cô cảm thấy không khỏe hay sao? Sao bây giờ lại không có việc? Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi tới trước mặt hai người, lạnh lùng hỏi. Giám đốc sản xuất Từ, Giang Khuynh Nguyệt mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Giám đốc sản xuất Từ nghiêm mặt nói, chẳng lẽ cô muốn vì hành vi cá nhân của bản thân mà làm liên lụy toàn bộ đoàn làm phim và nhà sản xuất hay sao? Đạo diễn Từ sẵn sàng ủng hộ cô làm nữ chính, đó chính là cho cô cơ hội, vậy mà cô lại lãng phí cơ hội tốt này. Nếu điện ảnh Long Môn có ác cảm với tổ sản xuất chúng ta vì sự việc này, sau này mọi người còn muốn kiếm cơm ở Hương Sơn hay không? Tề Đằng Nhàn cười nói, sao vậy, nếu em gái Cao Kiều không đến dự bữa tiệc của anh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ sản xuất hay sao? Từ khi nào thì sức ảnh hưởng của cô ấy lại lớn như vậy?
Giám đốc sản xuất Từ liếc nhìn Tề Đằng Nhàn, khinh thường nói, chàng trai đại lục, cậu chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài cho nên cậu không biết tầm ảnh hưởng của điện ảnh Long Môn ở Hương Sơn. Tề Đằng Nhàn không khỏi cười nhạo một tiếng, điện ảnh Long Môn gì chứ, ngay cả phân đà Long Môn ở Hương Sơn hắn cũng không để vào mắt, chỉ là một sản nghiệp của Long Môn mà thôi, có lực ảnh hưởng gì chứ. Hắn thật đúng là không biết. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tề Đằng Nhàn, giám đốc sản xuất Từ không khỏi khó chịu, lạnh lùng nói, nếu để cho tổng giám đốc Phương của điện ảnh Long Môn biết cô Giang cố ý giả ốm không tham gia bữa tối hôm nay, cô đã nghĩ đến hậu quả hay chưa? Giang Khuynh Nguyệt bị giám đốc sản xuất Từ gào thét, cô ấy chỉ biết vâng vâng dạ dạ, ngượng ngùng nói chuyện. Được rồi, anh không nói thì đâu có ai biết được. Hôm nay thân thể của em gái Cao Kiều không thoải mái. Con gái mà, có ai không có 2-3 ngày mỗi tháng đâu. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói. Tôi đây là muốn tốt cho cô vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn được đạo diễn Từ đánh giá cao, đừng tự hủy hoại tương lai của mình. Cô còn chưa nổi tiếng đến mức đó đâu, thế mà lại vì một người đại lục không có tương lai gì mà từ bỏ những mối quan hệ quan trọng trong tương lai, cô cho rằng như vậy là có lợi hay sao? Giám đốc sản xuất Từ nhìn Giang Khuynh Nguyệt bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng điệu tràn ngập khó chịu. Những lời này dường như thể hiện sự khinh thường đặc biệt của ông ta đối với Tề Đằng Nhàn. Vẻ mặt của Giang Khuynh Nguyệt trở nên lạnh lùng nói, tôi chỉ là một diễn viên mà thôi, tôi chịu trách nhiệm quay chụp là được rồi, những chuyện xã giao và quan hệ, đó là việc của bộ phận sản xuất các người. Tôi không tham gia cũng không có gì sai, đúng không? Giám đốc sản xuất Từ tức giận nói, cô còn chưa có danh tiếng gì mà dám tranh luận với tôi như vậy. Hơn nữa, tôi làm việc này là vì muốn tốt cho cô. Đúng lúc này, một nữ minh tinh vừa say rượu đi ra nhìn thấy cảnh tượng này. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là nụ cười khinh thường. Sau đó, cô ta lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn rồi gửi cho Tổng Giám Đốc Phương đang ở bên trong. Trong giới giải trí, sẽ vĩnh viễn không có ai chúc phúc cho bạn, đặc biệt là một người mới như Giang Khuynh Nguyệt, vừa mới ra mắt đã được nhận vai nữ chính. Hừ, chỉ là một con kỹ nữ thối tha mà thôi, có tư cách gì làm nữ chính của bộ phim này. Sau khi nữ minh tinh này gửi tin nhắn xong, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Người đại lục không có tương lai. Tôi sẽ cho ông một cơ hội để nói lại. Tề Đằng Nhàn nghiêng đầu nhìn vị giám đốc Từ này, trong ánh mắt có chút khó chịu. Những kẻ có tiền ở Hương Sơn này, dường như đều tự cho mình rất cao, cảm thấy mình tài trí hơn những người khác, đồng thời coi thường người đại lục. Đương nhiên, đây cũng chỉ đề cập đến một số người, cũng không phải tất cả mọi người, ví dụ như Lôi Thiên Tử sẽ không như thế. Giám đốc Từ chỉ cười nhạt trước lời nói của Tề Đằng Nhàn, khinh thường hừ lạnh một tiếng hỏi, thế nào, cậu cảm thấy mình rất trâu bò hay sao? Có tư cách kêu gào với tôi hay sao? Nếu không phải tôi nguyện ý cùng với đạo diễn Từ ủng hộ cô ấy thì hiện giờ cô ấy thậm chí còn không nhận được một vai diễn nhỏ nào. Thực sự nghĩ rằng bản thân mình tham gia bữa tiệc của nhà họ Quý một lần là biến thành người giới thượng lưu. Để tôi nói cho cậu biết, cô ấy còn kém xa lắm, còn cậu lại chẳng là gì cả. Giang Khuynh Nguyệt nói, giám đốc Từ, tôi chỉ không muốn tham gia một bữa tiệc mà thôi. Ông không cần phải công kích cá nhân như vậy chứ. Giám đốc Từ lạnh lùng nói, công kích cá nhân, tôi đồng ý nói chuyện với những kẻ thua cuộc như các người thì đó là vinh hạnh của các người. Đừng nói là công kích cá nhân, cho dù tôi chửi 18 đời tổ tiên của các người cũng phải quỳ xuống nghe cho tôi. Ông nghĩ mình là ai? Tề Đằng Nhàn vươn tay nắm lấy cổ áo của giám đốc Từ. Nếu muốn có người đi uống rượu với Tổng Giám Đốc Phương gì đó, sao không gọi điện cho mẹ ông, gọi bà ấy đến đây không phải là được rồi sao? Giám đốc Từ không khỏi tức giận, lạnh lùng nhìn Tề Đằng Nhàn, nói, cậu thử động vào người tôi xem, bạn gái của cậu sẽ bị giới giải trí ở Hương Sơn hoàn toàn phong sát. Thậm chí ở bên trong đại lục, tôi cũng có thể nói, không ai dám thử sử dụng cô ấy. Công ty giải trí thuộc sở hữu của nhà họ Trịnh ở Ma Đô đang trong tình trạng hỗn loạn. Lúc trước chuyên môn bị Triệu Mạn Nhi cầm ra để làm giao dịch quyền lực và sắc dục. Mặc dù Triệu Mạn Nhi đã bị Tề Đằng Nhàn thu thập, nhà họ Trịnh đã lấy lại được giải trí tinh quang, nhưng muốn trong thời gian ngắn điều hành công ty lên cấp độ hạng nhất thì gần như không thể. Trùng hợp là Giang Khuynh Nguyệt muốn thử vận may trong làng giải trí, nhà họ Trịnh nể mặt Tề Đằng Nhàn nên đã trực tiếp ký hợp đồng với cô ấy, cho cô ấy rất nhiều tài nguyên, cô ấy ngay lập tức bị Từ lão quái đang quay một bộ phim mới coi trọng. Bộ phim đầu tiên khi ra mắt của cô ấy là một bộ phim bom tấn đỉnh cao,
Mặc dù vị giám đốc Từ này có cùng họ với đạo diễn Từ, nhưng thực chất ông ta làm việc cho điện ảnh và truyền hình Thiên Long. Mà điện ảnh và truyền hình Thiên Long có thể nói là công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu ở Hương Sơn, ông chủ của nó là Hướng Vấn Thiên, lão đại của một bang xã hội đen lớn ở Hương Sơn vào thời điểm đó, người dân ở Hương Sơn thường gọi là Hướng Tiên Sinh. Tuy nhiên, đối với những tồn tại khổng lồ như Lôi Thiên Tứ và ông cụ Quý, Hướng Tiên Sinh chỉ có thể coi là một vai diễn nhỏ không đáng kể. Tên ngốc này từ đâu đến vậy? Khi trở về anh sẽ bảo Lôi Trấn Kỳ đầu tư làm một bộ phim bom tấn cho em, để Thiên Vương làm nền cho em, đánh sưng mặt tên ngốc này. Tề Đằng Nhàn quay sang mỉm cười với Giang Khuynh Nguyệt, bất đắc dĩ nói. Giang Khuynh Nguyệt đương nhiên rất cảm động trước sự bảo vệ của Tề Đằng Nhàn dành cho cô ấy, nhưng nếu thực sự làm như vậy, danh tiếng của cô ấy sẽ không tốt, và cô ấy sẽ bị đồng nghiệp ở Hương Sơn cô lập. Vì vậy, cô ấy lắc lắc đầu rồi nói, quên đi. Nói như thế nào thì giám đốc Từ cũng là một trong những người phụ trách bộ phim đầu tiên của em, xem như là ân nhân của em, anh đừng đắc tội với ông ấy. Giám đốc Từ nghe vậy, cũng cảm thấy Giang Khuynh Nguyệt đang sợ hãi, không khỏi khinh thường nhìn về phía Tề Đằng Nhàn nói, tên ăn bám như cậu đã nghe thấy chưa, còn không buông tay ra, nếu không lát nữa tôi nằm trên phố. Tề Đằng Nhàn buông lỏng tay ra, giám đốc Từ nói, bây giờ, cô Khương, cô hãy đi cùng với tôi vào bên trong ngay. Nếu không, nếu hôm nay Tổng Giám Đốc Vương biết được chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ không vui, doanh thu phòng vé của bộ phim chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.